chúng ta cùng chuyển sang cuộc điện thoại được gọi đến từ Ninh Bình. Câu hỏi của bạn là gì đấy ạ? Em có muốn hỏi một câu hỏi là năm ngoái ạ. Vâng. Có đi mổ, đi khám ở Ninh Bình là bảo là bị u sơ tuyến vú ạ. Vâng. Và em có lên bệnh viện ca và em khám lại là cũng ở cái xét nghiệm như vậy ạ. Và em đã mổ, nhưng mà sau khoảng 2 tháng thì nó lại lên một cái khác ạ. Nhưng mà nó lại không lên cùng cái chỗ đấy mà nó sẽ chạy sang ngang một chút ạ. Hiện tại bây giờ thì nó khoảng còn to hơn một quả mận một tí ạ. Mà nó cứ đau ạ. Vâng. Mà đến mỗi khi thì cứ đến kỳ thì nó mới to, nó mới sưng lên, nó đau. Nhưng mà bây giờ thì nó cứ sưng lên vậy. Vâng. Câu hỏi của bạn thì chị Hoàng Thúy Hàn, bác sĩ của chương trình, sẽ cho bạn lời khuyên xem nên đi khám chữa như thế nào. Xin mời chị ạ. Chị chào em. Chào chị ạ. Em bao nhiêu tuổi rồi? Năm nay em 27 ạ. Thế à? Chị xin lỗi là em có gia đình chưa? À, em đã có một con 4 tuổi ạ. À thế à? Em bị một bên hay hai bên? Em bị bên phải ạ. À bên phải à? Cái khối của lần sau này cũng ở bên phải? Vâng, cũng ở bên phải và chạch sang cái chỗ cũ hơn một chút ạ. Ừ, thế em mổ ở đâu đây? Em mổ, em lên bệnh viện ca nhưng mà em mổ phòng khám ngoài mà chị. À thế à? Vâng. Sau mổ thì em có điều trị gì không? Dạ vâng, thì họ cũng cho thuốc uống trong vòng một tuần là thôi ạ. Bây giờ sau thời gian mổ cái lần trước thì bao nhiêu lâu nó lại có lần sau? Khoảng 2 tháng sau thì nó lại tiếp tục, nó có cái cục bé lên và dần dần nó lại to lắm. Nó lại phát triển đúng không? Không biết là tại vì cái tuyến sữa của mình chắc bởi vì đầu vú của em và bên đấy nó không có. Nó vẫn có nú một tí nhưng mà nó không tròi ra ngoài so với tình cây trái. Thế và thì... Nên là sau khi em cay sữa, 2 năm rưỡi em cay sữa, nó đi bắt đầu nó bị cái u đấy ạ. À thế hả? Vâng. Tức là trong quá trình nuôi con thì con nó cũng không ti được ở bên đó đúng không? Cũng có nhưng mà cái tiếng sữa thế nó không ra được nhiều. Thôi thì bây giờ nó bất kỳ một cái nguyên nhân gì mà bây giờ nó lại mọc lên một cái khối u khác và cái khối u đó hiện tại đang đau. Thậm chí là đau không liên quan gì đến chu kỳ kinh nguyệt đúng không em? Em phải đi khám lại. Cho dù là nguyên nhân gì thì mình vẫn cần phải đi khám lại, nhất là trên tiền sử một người đã mổ về u sơ. Em nói lần trước là u sơ đúng không? Vâng, họ khám là u sơ tuyến vú. Ừ, đấy. Thế thì có thể là nó cũng không liên quan gì đến cái hoạt động tiết sữa đâu, bởi vì mình đã ngừng tiết sữa đến 5 rưỡi nay rồi còn gì, đúng không? Thế thì có thể nó là lý do khác. Mà nhất là nó lại như vậy là mình phải hiểu là nó hơi có tính chất là nó tái phát và nó lan tỏa sang cái khối khác. Nếu như nó ở mà là ở cái vú bên phải, ở vú khác thì nó có thể là tìm cái nguyên nhân khác, nhưng mà đây nó lại ở cùng cái vú đó và nó chỉ cách cái khối cũ có một khoảng ngắn thôi. Thế thì mình cần phải nghĩ đến cái việc là cái u này có thể nó phát triển và nó lan sang cái khác đấy nhá. Tất nhiên là mình đã mổ một lần u sơ rồi và đến lần này thì lần hai thì cái tâm lý của mình có thể nó sẽ không lo bằng cái lần trước. Thôi tốt nhất là bạn phải đến chuyên khoa về u vú hoặc là những cái chuyên khoa về như bệnh viện ca mà bạn đã từng đến ý. Thì bạn đến đó để người ta sẽ kiểm tra lại cho bạn và sẽ có cái hướng giải quyết cho bạn ngay. Vâng, cảm ơn những lời tư vấn của chị Hoàng Thúy Hải. Cảm ơn bạn đã gọi điện đến chương trình. Chúc bạn sẽ sớm điều trị được căn bệnh của mình. Tiếp theo chương trình là cuộc điện thoại được gọi đến từ Hà Nam. Alo. Vâng. Tôi là bố của cháu năm nay, trai năm nay là 22 tuổi. Dạ vâng, chào bác ạ. Vâng. Thế thì cách đây khoảng 3 đến 4 năm, tức là tôi thì không thấy bác cháu là mấy lại nhà tôi và mẹ cháu, tức là thấy cái hiện tượng của cháu là hay lấy trộm của cái đồ lót của phụ nữ mà. Vâng ạ. À, thì tôi không biết là cháu lấy để làm. Vâng. Thì muốn hỏi chương trình xem là đấy nó là cái bệnh hay là như nào, hay là ấy, thì để chương trình tư vấn cho tôi biết, tôi là cha của cháu mà. Vâng. À, vâng. Tôi sẽ khuyên ngăn hay là chữa chắc. Về trường hợp của con trai bác thì anh Đinh Đoàn, chuyên gia tâm lý học, sẽ đưa ra một số cái nhận định xem là đó có phải là một cái lệch lạc về cái xu hướng, tức là về cái xu hướng giới tính hay không ạ? Vâng. Vâng. Vâng, chào bác ạ. Vâng.
Vâng, chào anh. Em nó năm nay là 22 hả bác? Vâng. Vâng. Và em nó đi làm hay đi học hay hiện nay? Bây giờ là đang học đại học năm thứ 3 anh. À dạ vâng. Có bạn gái chưa ạ? Cái này là cũng chưa đấy. Ừ, không biết là đúng không ạ? Vâng, vâng. Thật ra thế này ạ, trong cái lĩnh vực tình dục thì nó có rất là nhiều những cái biểu hiện mà ra cứ gọi là nó hơi lệch lạc một tí. Vâng, vâng. Ví dụ như có những người thích nghe chuyện mà tiếu lâm chẳng hạn, thì đấy người ta gọi là thính dâm. Thế hoặc là có những người rất thích được nói chuyện mà nếu ở ngoài đời hay gọi là chuyện bậy đấy ạ. Vâng, vâng. Chuyện liên quan đến quan hệ tình dục ấy thì người ta gọi là khẩu dâm. Thế và cái như của bạn con trai bác ấy, tức là thích sưu tầm những đồ lót hoặc ăn trộm đồ lót của phụ nữ. Thì đấy là một trong những cái dấu hiệu của lệch lạc, và khoa học thì người ta gọi đấy là gọi là tình dục bái vật, tức là sùng bái cái đồ vật của đối phương, của người phụ nữ. Thế và khi người ta cầm hay là người ta thậm chí có trường hợp là các bạn ấy mặc thử cái đồ đó vào người mình thì được cảm nhận thấy là như được rất gần gũi với phụ nữ. Đó. Tức là thông qua đồ mà nghĩ đến người, cũng giống như là người ta tặng nhau đi xa, người ta tặng nhau một cái đồ vật ấy mà. Đó. Tặng nhau một cái kỷ niệm là cái khăn tay mùi xoa, mỗi lần dở khăn tay mùi xoa ra, ấp cái khăn tay đó lên mặt thì lại nhớ đến cái người mà đã tặng mình khăn. Thì ở đây cái trường hợp này là tuy nó không phổ biến nhưng cũng không phải là ít gặp ạ. Và cái lệch lạc này này là một trong những cái lệch lạc mang tính chất lành tính, tức là nó không hại ai. Ví dụ có những thứ lệch lạc tình dục thì mang tính chất rất là bạo lực, ví dụ như là có những người mắc cái chứng là hiếp dâm hay cưỡng dâm hay là xâm hại tình dục trẻ em chẳng hạn, thì đấy là những cái lệch lạc rất là nguy hiểm cho cộng đồng và người khác. Còn đây thì cái lệch lạc này chỉ có một mình cái người đó biết thôi, và nếu có buồn chán âm thầm đau khổ gì thì cũng chỉ có một người đó biết thôi, chứ cũng không gây những cái gì lớn cho cộng đồng hay cho người khác. Cho nên là nếu như bây giờ mình mà tác động ấy, ví dụ mình nói với lại ai bạn ấy là mình biết này, bạn ấy có cái tính như thế này, thì thứ nhất là sẽ làm bạn xấu hổ. Và nếu chỉ vì xấu hổ thôi thì cũng chẳng vì thay được cái tật chứng đó, bởi vì bạn ấy không muốn thế, mà nó là một cái gọi là tật chứng mà đã định hình ở trong bạn ấy rồi. Thế thì lờ đi là cách tốt nhất, vì biết đấy rằng nó cũng không làm cái gì nguy hiểm lắm. Nếu có chăng thì một ai đó thiệt hại một cái đồ lót nào đó cũ chẳng hạn. Thế thì nếu có để ý thì bác để ý xem là ngoài cái chuyện ấy ra thì có còn cái gì bất thường trong cái phát triển về tâm sinh lý của em nó không. Ví dụ như nó có yêu thích bạn gái không này, hiện nay nó cũng có người yêu này, thế rồi là tất cả cái thứ nó phát triển hết sức bình thường này, thì cái chuyện kia chỉ là một cái sở thích, nó với người ngoài thì cho rằng nó không đẹp, nhưng mà người trong cuộc thì là không có vấn đề gì, không cần tác động. Thế còn nếu như thấy có thêm những cái biểu hiện dấu hiệu khác nữa thì lúc đấy có thể là gợi ý cho em nó đến khám ở cái khoa sức khỏe tâm thần của Bệnh viện Bạch Mai để được các bác sĩ về tình dục học cũng như là các chuyên gia tâm lý định hướng và tư vấn giúp đỡ. Thế còn thì mình cũng không quá sốt sắng, đây nó không phải là bệnh, nó là một cái tật chứng, hoặc là cái tật chứng này thì cũng lại là lành tính thôi ạ. Vâng, vâng. Chúng ta cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại được gọi đến từ Hưng Yên. Em có gia đình được gần một năm này ạ. Vâng. Vợ em có thai được gần 4 tháng rồi. Vâng. Khi bố em quan hệ vợ chồng thì có ảnh hưởng gì đến thai nhi ạ? Vâng. Câu hỏi của bạn thì chị Hoàng Thúy Hải, bác sĩ của chương trình, sẽ có tư vấn và có lời khuyên cho bạn. Xin mời chị. Chị chào em. Vâng. Hiện nay vợ khỏe không em? Dạ, vợ em khỏe ạ. Thế à? Ừ. Đã tiêm vaccine phòng uốn ván chưa? Dạ em tiêm rồi, tiêm 2 mũi rồi. À vợ tiêm 2 mũi rồi à? Vâng. Quan trọng nhất là sức khỏe của vợ. Vâng. Nếu như mà sức khỏe của vợ bình thường, rồi là vui vẻ, thoải mái, thì quan hệ tình dục nó không có ảnh hưởng gì đến cái em bé ở trong bụng cả. Nhá. Vâng. Tuy nhiên mình cũng phải lựa chọn những cái tư thế và những cái động tác nó nhẹ nhàng và nó phù hợp với cả cái phụ nữ đang có thai nhé. Nhiều người ta
khi mà có thai nó thay đổi cái nội tiết, có những người lại còn hưng phấn hơn, tức là phụ nữ ấy. Thế khi quan hệ tình dục thì người ta lại cảm thấy thoải mái hơn, và ta thấy là mình được động viên an ủi thì nó lại còn tốt hơn cho sự phát triển của thai nhi. Tất nhiên là chị vẫn nói lại với em là mình không, những cái động tác của mình nó không quá thô bạo, hoặc là không có đè nén quá nhiều vào cái bụng của phụ nữ có thai thì nó không ảnh hưởng gì đâu nhé. Trong giai đoạn này là giai đoạn thứ hai, tức là giai đoạn của chu kỳ có thai đấy thì được, nhưng mà đến giai đoạn cuối, đặc biệt là những cái ngày mà những cái tháng, những cái ngày vào gần thì gần khi sinh ấy, thì mình không nên có quan hệ tình dục nữa. Bởi vì là những lúc gần khi sinh như vậy thì nếu mình đè ép mạnh quá, hoặc là những cái động tác của mình nó mạnh, nó có thể ảnh hưởng đến cái ối của em bé. Thế nhá, chị chào em. Vâng, chị ạ. Vâng, cảm ơn bạn đã gọi điện đến chương trình. Cảm ơn những lời tư vấn của chị Hoàng Thúy Hải. Chúng ta cùng chuyển sang cuộc điện thoại được gọi đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Alo. Alo, em chào chị ạ. Vâng, xin chào bạn. Dạ, em có câu hỏi thế này ạ. Vâng. Em lập gia đình đã được 5 năm ạ. Vâng. Mà vợ chồng em đã có một cháu trai là 5 tuổi ạ. Vâng. Và vợ chồng em sống ly hôn đã 2 năm nay ạ. Vâng. Và bây giờ chồng em và gia đình bên chồng kêu em về, về lại ạ. Vâng. Dạ, tại vì em bây giờ thì đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh, mà chồng với con em với lại gia đình thì ở ngoài Bắc. Vâng. Nên bây giờ em thì với vợ chồng em, bên chồng em thì không có gì hết, mà vợ chồng em trước đây lấy nhau á chị. Vâng. Thì không có đăng ký kết hôn. Vâng. Thì khi em giận dỗi bỏ đi thì bên nhà chồng em có nói là kêu em về, nhưng mà em lại là em bảo là em không có về, tại vì chồng em có thương em. Vâng. Tức là em nói vậy thôi, nhưng mà chồng em thì thương em mà kiểu như anh ít nói, vâng, làm lì ít nói, cho nên là em ghét, em giận dỗi, em bỏ đi. Vâng, thế tình cảm của bạn dành cho anh ấy bây giờ thì như thế nào ạ? Thì em thì vẫn thương như chồng em, nhưng mà em ghét một cái mà chồng em làm lì ít nói. Vâng. Chứ cũng không có gì hết, em giận dỗi em bỏ đi vậy thôi, thì thời gian để quay về. Vâng. Nhưng mà ở nhà chồng em thì ngày kia làm mai làm mối thì cho chồng em lấy vợ. Vâng. Mà lấy vợ rồi chồng em không thương yêu người ta á chị. Vâng. Rồi tối ngày chửi bới, rồi tối ngày là đánh đập người ta, rồi để người ta bỏ về. Vâng. Để đàn kêu em về. Bây giờ em đang hoang mang chẳng biết làm sao. Em nhờ chương trình tư vấn cho em, cho em một lời khuyên, em phải làm sao ạ? Vâng, anh Đinh Đoàn chuyên gia tâm lý học sẽ cho bạn lời khuyên ạ. Xin mời anh ạ. Dạ. Ôi trời em. Dạ. Hiện nay là em đang ở trong thành phố Hồ Chí Minh đúng không? Dạ, em đang ở thành phố Hồ Chí Minh. Thế còn nhà chồng thì ở ngoài Bắc. Dạ, chào em ở tại Nghệ An ạ. Anh ấy và cái cô vợ kia đã ly dị nhau này. Tất cả giải quyết về vấn đề pháp lý xong rồi thì nó cũng đỡ đi cho mình được một cái phần phải lo. Bây giờ thật ra thì anh ấy cũng là người chưa có vợ, mà em thì cũng là một người chưa có chồng. Đã từng có thời gian yêu thương nhau và cũng đã, tuy về mặt pháp luật chưa phải là vợ chồng nhưng đã như vợ chồng rồi. Và lại có gắn bó với nhau bằng một cái, có đứa con chung đúng không? Thế thì bây giờ có những cái gì mà của anh ấy có, anh ấy con người ta như thế, về mà anh ấy vẫn cứ ít nói rồi em cũng lại chán em bỏ đi thì tốt nhất là đừng về. Thế nhưng mà nếu như quay trở lại yêu thương thì chấp nhận rằng mỗi con người trời sinh ra thế, bố mẹ sinh ra vậy. Và cái ít nói ở đàn ông ấy không phải là một thế yếu mà được nhiều người cho là thế mạnh. Bởi vì đàn ông quan trọng là biết làm, biết ăn, thương yêu vợ con, rồi là lo toan những cái công to việc lớn, chứ nói làm gì nhiều, đúng không? Thì cần cái tình cảm thương yêu của chồng. Mà anh thương em cũng không nói. Anh ghét em cũng không nói. Em đến em sai thì anh cũng không nói. Rồi. Theo cho em toàn quyền quyết định của em. Bây giờ anh có bên em á thì ba mẹ nó làm sao? Bây giờ thôi do em quyết định. Anh bây giờ anh không đứng một phía nào hết. Bên nếu mà mẹ chồng mà có nói thì anh cũng làm thinh. Rồi. Em nói anh cũng làm thinh, anh chẳng bên một bên nào hết. Bên tình, bên hiếu, anh không thể nói được bên nào hết. Đúng là đúng. Anh làm thinh vậy, em thì em buồn, cứ em bỏ đi. Đúng là khi mà giữa cô dâu với lại gia đình nhà chồng mà có cái mâu thuẫn xích mích thì cái người đàn ông, tức là người chồng ấy, là người đứng giữa hai làn đạn. Thực ra thì nói với phía nào như thế nào cũng đều rất là khó.
Cho nên là thứ nhất là giá như anh ấy là người khéo léo một chút thì có thể trước mặt bố mẹ chồng anh ấy sẽ nói những cái lời gì đấy để an ủi động viên bố mẹ chồng rồi bênh vực cho em một chút. Thế rồi khi có hai vợ chồng với nhau thì anh ấy nói với em những cái cách mà để cư xử làm sao để cho nó lọt tai được bố mẹ thì là cái tốt, nhưng tuy nhiên không phải người đàn ông nào cũng có thể có được cái điều đó. Thế thì bây giờ chắc là qua vài năm mình cũng đã lớn hơn cái hồi trước đây chưa đủ tuổi kết hôn này. Thế rồi là mình cũng đã từng sống với gia đình chồng, bây giờ đã từng sống cô đơn một mình cũng đã nhận ra những cái giá trị rất là lớn của cuộc sống gia đình, chứ không thể cứ lông bông lăng bang mãi được, đúng không? Thế dạ. Rồi sẽ có lúc nào em phải nhớ thương con mình chứ hả? Dạ. Thế thì em rất thương con em. Cứ muốn bên nhà chồng chứ cũng chẳng ghét bỏ người ai hết. Nhưng mà em chỉ biết chồng em là người ít nói. Rồi. Không khi nào là quan tâm, không khi nào chia sẻ với em được cái gì hết. Không mấy khi mình những cái mong muốn của mình đều đạt được 100% trong cuộc sống. Mình mong ước 10 thì được 8 cũng là rất tốt rồi, đúng không? Mình thương gia đình nhà chồng, mình thương con mình, rồi mình cũng yêu anh ấy. Chỉ ghét mỗi cái tội là lầm lì ít nói. Thế thì về cố gắng xem có cải tạo được một chút nào, cho anh có nói khá lên một tí nào thì hay tí ấy. Còn nếu không thì hãy chấp nhận với cái việc đó. Và quan trọng nhất là cái tư cách đạo đức của anh ấy đối với vợ con, đúng không? Thế và lưu ý một điều rằng là anh ấy đã lấy vợ một cái lần trước đấy, đã đăng ký kết hôn thành vợ thành chồng đàng hoàng, mà đến nỗi làm sao mà đánh đập người ta để người ta phải không chia tay để không chung sống được. Đấy xem có phải là một vấn đề để mình cần phải suy nghĩ hay không. Đó. Dạ, trước đây lấy em á thì anh ấy không hề đánh đập em, không hề chửi bới em. Bây giờ lấy người này về thì cũng trong làng trong xã cả, chứ không ai đâu ai xa hết. Mà bên cô dưỡng em thì bảo là anh ấy không thương yêu người ta, về cũng chán, không phải là cái gì hết. Không biết cũng còn em. Thế một là em cũng đại tình chung sống với chồng em cũng biết. Thế nhưng mà bây giờ thế này anh này, em thì bây giờ nếu mà quay về em cảm thấy không biết thì gia đình anh em họ hàng họ sẽ nghĩ thế nào. Cái đó em rất là bối rối anh ạ, em chẳng biết làm sao. Tất nhiên thế này này, mình đã là tự nhiên lại bỏ ra đi, lại bỏ cả con, thì trong mắt mọi người đúng rồi, cái đó bây giờ em rất mặc cảm. Thì em cũng không biết làm sao nên. Nhưng mà mình cũng phải mừng một điều rằng chính bản thân người ta gợi ý cái sự mà mời gọi mình quay trở lại. Rất là mừng, bởi vì người ta còn quý mình, người ta mới mời gọi, cho nên là cái mặc cảm của mình cũng sẽ bớt đi rất nhiều. Chủ động về mình xin phép để quay trở lại gia đình thì khó khăn hơn, đúng không? Và khi trở về gia đình rồi thì cũng có những cái lời lẽ nhẹ nhàng, cũng có thể là xin lỗi cha mẹ là hồi đấy còn trẻ quá, bồng bột quá, và con cứ bực nhà con vì cái chuyện là mình bỏ ra đi. Nhưng mà trong những tháng năm ra đi như thế cũng rất là không lúc nào là lúc quên nghĩ về con cái và gia đình. Nhiều lúc cũng muốn trở về nhưng mà vì lại thấy rằng là anh ấy đã đi lấy người khác, đâm ra cũng đau khổ. Bây giờ được bố mẹ tạo điều kiện cho quay trở lại gia đình thì cũng mong muốn là bố mẹ sẽ những cái điều này điều khác mà bỏ qua cho và cùng nhau để xây dựng lại cuộc sống gia đình. Cái sự nhẹ nhàng, cái sự nhún nhường của mình ấy dễ được chấp nhận hơn rất nhiều bằng cái cứ lạnh lùng hay là mình lại còn tỏ ra là bất cần, đúng không? Thế thì hy vọng rằng là đừng để đánh mất một lần nữa cái hạnh phúc gia đình mình đã có nhé. Thì hy vọng rằng bạn sẽ tìm được cái hướng giải quyết cho riêng mình và chúc cho gia đình bạn sẽ hạnh phúc. Cảm ơn bạn đã gọi điện đến chương trình. Tiếp theo chương trình là cuộc điện thoại được gọi đến từ Kiên Giang. Alo. Alo, dạ. Vâng, xin chào bạn ạ. Em thương người đó 2 năm nhưng mà có đi đến hôn nhân người ta, sao người ta nó không chịu. Rồi em không biết thuyết phục là làm sao như thế. Vâng, anh Đinh Đoàn sẽ bày cho bạn cách. Xin mời anh ạ. Chào em. Dạ, anh chào anh. Cô đó ở gần nhà em hả? Ở gần nhà anh chị, gần nhà em chị. Em cũng qua lại cả bên nhà cô ấy, nói chuyện với ba má cô ấy là xin đám cưới rồi mà người ta cũng không đồng ý. Đúng không? Mấy lúc trước thì bên bệnh người ta mở lời. Người ta mở lời là nếu mà yêu nhau thì làm đám cưới đi ấy, hả? Dạ. Thế xong lúc mình hỏi thì người ta lại nói là từ à?
sau này mà mình đi đến đơn miền thượng gái thì trả lời là nó chưa muốn đi chồng. À, tức là ngay cả cô đó cũng nói là chưa muốn. Dạ. À thế hả? À, cha mẹ thì đã chưa tới. Ừ. À tức là cha mẹ thì cũng đồng ý rồi, cô thì chưa gọi là nhất trí hoàn toàn thôi đúng không? Dạ. Em có đoán được là vì sao lại thế không? Bởi vì người trong cuộc chắc chắn là cũng phải biết điều này điều khác. Bây giờ nhiều người chỉ mong ước là anh yêu mình thì anh ấy ngỏ lời, ta đã chủ động như thế mà cô vẫn chưa nhiệt tình, thì em có cái phán đoán nào không? Điều thứ nhất thì bên gia đình em thì cũng nghèo hơn bển, nhưng mà sao này em cũng có nói bển nói nhà cũng nghèo lắm. Bên bển cha mẹ nữa như nói nghèo giàu thì không cần thiết. Cha em có vợ nhỏ đó. Người ta không sợ mà chỉ có cô đó sợ thôi đúng không? Cô người yêu của em chứ còn gì? Không biết ai sợ nên cũng không biết. Thế này này, giàu nghèo thì ở trong làng gần với nhau người ta cũng biết rồi. Cho nên này chắc là không phải phân biệt do giàu nghèo. Thế còn thì có thể là liệu có lúc nào cô ấy tỏ ra là cô ấy không tin tưởng cái tình cảm của mình dành cho cô ấy lắm? Gần nhau là không biết nói gì, nhưng mà đi xa thì lại nhắc nhau là em không hiểu. Thì hay là em cũng chẳng... Em thì những lúc nó ít có nói. Thế à? Cho nên em không đoán được. À, cũng không cần thiết phải là cô ấy nói ra thì mình mới đoán được. Ví dụ như mình là con trai, mình là sắm đám cưới, nên em thấy em chưa tin tưởng lắm vì có cái điều gì đấy mà làm cho em chưa thực sự hài lòng. Hay có phải ở bên nhà anh kinh tế khó khăn mà em sợ sau này vất vả, hay là thấy rằng là ba anh cũng như thế. Thật ra thì mỗi người mỗi tính, và có cái hoàn cảnh là có vợ nhỏ cũng không phải là điều gì xấu, mà cũng chẳng phải là có cái gen di truyền, không có nghĩa là người bố có hai vợ thì rồi con trai cũng hai vợ đúng không? Nhiều cô gái tức là có một cái niềm tin rất là đơn giản như thế. Ví dụ như là gia đình người ta là bố mẹ ly hôn, thế rồi sợ lấy anh ấy để sau này cũng ly hôn chẳng hạn. Thế thì mình cũng chủ động mình tâm sự, mình nói trước đi, mình cứ cho rằng là cô chưa nghĩ đến cái đó, nhưng mà biết đâu có lúc cô nghĩ thì mình cứ nói trước tâm sự như thế còn hơn không, đúng không? Thế còn thì mình không thể lúc này không phải là thuyết phục bằng tình cảm và cô ấy thấy thiết tha thì mình tiến tới hôn nhân. Thế còn nếu như mình làm rất là nhiều cách rồi, về mặt tình cảm mình hết sức là gần gũi và cái động cơ của mình rất là trong sáng, mục đích tiến tới hôn nhân cũng rất rõ ràng mà cô vẫn còn cứ nhạt nhẽo, thì mình lại phải có một cách khác. Đôi khi mình cũng phải có cái cách gọi là giữ giá của mình ấy mà. Em có hiểu cái giữ giá không? Tức là mình cũng phải làm kia một chút. Ừ đấy, anh thương như vậy, anh muốn như vậy, nhưng mà em chưa nhất trí thì thôi, có lẽ anh cũng buồn. Ừ thì em cứ suy nghĩ kỹ, khi nào mà sự là cảm thấy rằng có thể tiến đến với nhau cho anh biết. Còn bây giờ anh sẽ chả dám đến gặp em mà muốn đám cưới. Đôi lúc mình cũng phải giả vờ bỏ chạy nha. Ừ tức là có lúc tiến lại, có lúc lại lùi, có lúc giả vờ bỏ chạy để cho nó biết rằng là biết đâu cô chỉ là làm cái động tác là nhún nhảy, mà tức là hơi làm kiêu một chút đấy. Thế nên mình phải cố gắng là phải thuyết phục nhiều hơn nữa thì cảm thấy nó mới... Cô ấy giờ đi xa nên em không có cơ hội để gần gũi nó nói. Cô đi xa là đi ở đâu em? Đi Sài Gòn. À trời ơi, lắm Sài Gòn thì tưởng là xa lắm, tưởng là đi Mỹ rồi. Sài Gòn thì vẫn còn điện thoại, vẫn còn chat, vẫn còn nhắn tin điện thoại. Và nếu cần thiết thì thỉnh thoảng thứ bảy chủ nhật mình cũng có thể bắt xe đò lên Sài Gòn chơi được không mà, đúng không? Yeah. Thế thì cũng có thể biết đâu cô không đồng ý lúc này, nhưng mà sẽ đồng ý về sau hơn. Nhất là khi mà mình lên chơi với cô trên Sài Gòn á, mình cũng để ý để thăm dò thêm cái, biết đâu lúc này là cô đang có một cái định hướng khác cho cuộc sống của cô, chẳng hạn sẽ xin việc ở Sài Gòn này và sẽ dự định là sẽ không quay trở lại Kiên Giang mà sẽ kiếm một ai đó, lấy một ai đó ở ngoài Sài Gòn. Thì nếu như mà người ta đã có chuyển một cái hướng như thế thì mình cũng biết để mình có cách rút lui cho nó đúng lúc nhé. Vâng, xin cảm ơn lời tư vấn của anh Đinh Đoàn, cảm ơn bạn đã gọi điện đến chương trình ạ. Vâng. Chúng ta cùng chuyển sang cuộc điện thoại được gọi đến từ Bắc Ninh. Alo. Vâng, câu hỏi của bạn là gì đấy ạ? Dạ chị, em hỏi là bây giờ bọn em có quan hệ vào đúng ngày có kinh ấy. Vâng. Có kinh mà trong khi đó thì bọn em quan hệ xong rồi thì sau khoảng 1-2 tiếng sau thì bọn em uống cái thuốc tránh thai liều cao đấy. Vâng. Ngày hôm sau thì sau em đi học, em đi làm nên thời gian rất là ít. Em lại quan hệ tiếp thì xong
sang ngày hôm sau thì trong khoảng hơn 2 tiếng thì bọn em lại uống tiếp một viên nữa. Đấy. Tức là trong khoảng 3-4 ngày các bạn đã uống 4 viên tránh thai khẩn cấp đúng không? Trong khoảng 3-4 ngày đó thì bọn em chỉ uống 2 viên thôi ạ. Có 2 viên thôi à? Vâng. Bây giờ em rất là sợ là có thai, vì có thai là em bị đuổi học mất. Nếu mà có thai thì có thai mà em chưa là muốn lấy thì em chưa học hành xong. Thế mà sao bị nạo như thế thì nó phức tạp. Thế bây giờ điều bạn muốn chúng tôi tư vấn là điều gì? Điều em muốn anh chị tư vấn là hỏi xem là uống như thế thì liệu cũng có cái khả năng mang thai được không ạ? Vâng. Những băn khoăn, những lo lắng của bạn thì chị Hoàng Thúy Hải, bác sĩ của chương trình sẽ chia sẻ và cho bạn lời khuyên. Xin mời chị. Chị chào em. Chào chị ạ. Em năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Em năm nay 22 ạ. Thế à? Thế bây giờ quan hệ tình dục với người ta mà chỉ sợ người ta là có thai xong rồi mình không biết làm như thế nào, đúng không? Bây giờ có thì chưa thể cưới được, à thế là sẽ tính là phải bỏ em bé, vân vân, rất nhiều thứ mình phải suy nghĩ sau khi mình quan hệ tình dục. Chưa kể là mình đã quan hệ với người ta vào cái ngày mà người ta đang có hành kinh. Em có biết là việc làm của em có rất nhiều điều tai hại không? Ừ. Bây giờ chị muốn nói với em thế này nhá. Thứ nhất là không nên quan hệ vào những ngày bạn gái đang có hành kinh. Bởi vì những cái lúc mà bạn gái đang có hành kinh thì cái niêm mạc tử cung nó đang có rất là nhiều máu, mạch máu nó đang tập trung máu ở đấy rất là nhiều. Đấy là cái môi trường rất thuận lợi cho các cái loại vi khuẩn nó phát triển. Nếu như mà trong cái môi trường như thế, bạn gái mà đang có những cái viêm nhiễm gì thì rất dễ lây sang em. Và em có những cái viêm nhiễm gì thì cũng rất dễ làm lây bệnh cho bạn gái. Nhá. Người ta đã khuyến cáo là không nên quan hệ tình dục vào những ngày mà đang có hành kinh như vậy. Cái thứ hai là em uống cái viên thuốc tránh thai khẩn cấp. Là em uống viên thứ nhất là ngay sau khi em quan hệ tình dục, trong khi bạn gái đang có hành kinh. Cái viên thứ hai thì em uống sau đấy bao nhiêu giờ? Dạ, sau tầm khoảng 14 giờ. 14 giờ à? Nếu như theo quy định của nhà sản xuất thì viên thứ nhất uống càng sớm càng tốt, còn viên thứ hai uống cách viên thứ nhất là 12 giờ. Vâng. Nhá. Thứ ba là vấn đề em đang rất lo ngại bây giờ liệu bạn gái có thai hay không, đúng không? Vâng. Trong cái trường hợp của em thì chị nghĩ là bạn gái khó có khả năng có thai. Nhá. Vâng. Nào là đang trong thời kỳ vừa có hành kinh rồi mình lại uống thuốc tránh thai như vậy thì cái khả năng có thai là không cao. Tuy nhiên, cái khả năng mà ảnh hưởng đến sức khỏe thì không phải là thấp đâu. Nhá. Cân nhắc thật kỹ trước khi dùng cái viên thuốc tránh thai khẩn cấp đấy. Viên thuốc tránh thai khẩn cấp đấy nó không phải là biện pháp tránh thai thông thường, mà người ta chỉ sử dụng trong những trường hợp thực sự gọi là khẩn cấp thôi. Và một tháng không được dùng quá 2 lần, cho nên không được coi đấy là biện pháp tránh thai thông thường. Nhá. Trong trường hợp của em, bây giờ lâu lâu mới đi học và đi làm về mới gặp bạn gái 1 lần. Tốt nhất là nếu như mà không thể đừng được mà vẫn phải có quan hệ tình dục thì nên sử dụng bao cao su khi quan hệ tình dục nhé. Bao cao su thì em có thể mua ở bất kỳ hiệu thuốc nào, nó rất là dễ, và đọc kỹ cái hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, cũng như là cái hạn và kiểm tra cái bao cao su đấy còn tốt. Thế nhá, chị chào em. Cảm ơn chị. Cảm ơn những lời tư vấn của chị Hoàng Thúy Hải. Cảm ơn bạn đã gọi điện đến chương trình. Các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh trực tiếp Cửa sổ tình yêu. Khi gửi câu hỏi cho chúng tôi qua số điện thoại 0243 826 2625 vào tất cả các ngày trong tuần, các bạn sẽ được đội ngũ chuyên gia của chúng tôi gọi lại và tư vấn miễn phí. Xin nhắc lại số điện thoại duy nhất của chương trình 0243 826 2625. Chúng tôi đang chờ bạn. Các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh trực tiếp Cửa sổ tình yêu. Chương trình được phát sóng từ 10 giờ đến 10 giờ 45 phút sáng chủ nhật hàng tuần và phát lại vào 23 giờ cùng ngày. Tiếp theo chương trình là cuộc điện thoại được gọi đến từ Sóc Trăng. Alo. Alo. Vâng. À, em muốn tư vấn về tình yêu đó chị. Vâng, câu hỏi của bạn là gì ạ? Em năm nay 18 tuổi mà em quen với em tới 10 tuổi lên chị. Vâng. Và kiểu như là gia đình hai bên không ai đồng ý á. Vâng. Anh Đinh Đoàn, chuyên gia tâm lý học, chuyên ạ, xin mời. Ừ, chào em. Ờ, mình 18, còn anh thì 28. Ờ, gia đình cả đôi bên cũng không đồng ý à? Dạ. Anh gia đình em không phải là chê ảnh là lớn tuổi, nhưng mà không nói, chỉ như tư cách không có đồng ý á. Ờ, thế hả?
Dạ. Thế còn bên nhà anh ấy thì có vẻ cũng lại ngăn cản anh ấy. Dạ. Thì cũng vì lý do gì? Tại vì gia đình bản ấy thì nó muốn cho anh ấy có người vợ giờ có vậy đó. À, thế hả? Gia đình em thì cũng nhiều nên gia đình cảnh nên cấm cản vậy đó. Ừ. Thế còn anh ấy thì sao? Anh ấy tâm sự với mình thì anh nói thế nào? Dạ, anh ấy tâm sự với em ấy, thì anh ấy nói ảnh giàu hay nghèo gì ảnh không có đồng ý, anh không có ấy. Rồi nên mà ảnh nói thì cũng gán nhịn đi rồi để cho ảnh học ra nghề vậy đó. À, anh cũng còn đang học ra nghề, chưa ra nghề hả? Thế thì thế này này, đấy là một điều rất mừng đấy. Ờ, không có mấy khi mà một đôi trẻ yêu nhau mà được cả đôi bên bố mẹ nhất trí hoàn toàn đâu. Cái trường hợp ấy có nhưng mà không nhiều. Mà chủ yếu rằng hai người trong cuộc phải đấu tranh, phải thuyết phục để có thể được cái sự đồng ý. Bởi vì mỗi gia đình có một cái lý của mình. Ví dụ như là ba má em có thể là mong muốn là em lấy một ai đó mà đừng có nhiều tuổi hơn quá này. Hoặc là ở gần gần ở trong xóm nhà mình thôi nè. Để mà đi lại nó gần gần này rồi vân vân. Thế bên nhà anh thì muốn cho anh ấy lấy vợ, lấy một cô nào đó mà có nhà sẵn rồi giàu để cho anh ấy đỡ vất vả hơn. Đấy là mong muốn của hai gia đình. Thế còn người trong cuộc có suy nghĩ thế không mới quan trọng. Rất may là anh người yêu của em nói rằng là cũng chờ cho anh ấy học xong ra nghề ổn định cuộc sống này. Thế còn anh cũng đã tâm sự rằng là cái mong muốn của bố mẹ nọ kia cái thứ thì anh ấy đều có thể vượt qua được đúng không? Anh ấy không quan trọng nhất là tình yêu chứ cũng không nghĩ đến chuyện tính toán giàu nghèo. Thế thì giai đoạn này chưa phải là giai đoạn để các em cùng nhau chiến đấu với đôi bên bố mẹ hay là nói vui là thuyết phục đúng không? Dạ. Duy trì cái mối quan hệ giữa hai người còn học tập để chuẩn bị ra trường này, bản thân em thì cũng mới ra nghề xong, bây giờ cũng phải mở cửa hàng cửa hiệu như thế nào đó để mình làm ăn có vốn có liếng, nhất là mới có 18 tuổi còn bé lắm đúng không? Dạ. Mới vượt qua thiếu niên một tí, cứ vui vẻ với bạn bè đi, đỡ phải nghĩ đến chuyện lấy chồng sớm rồi nó vất vả ra. Một đôi năm nữa khi mà anh ấy có cái khả năng tự lập cuộc sống rồi sẽ có sự tự quyết nhiều hơn đúng không? Dạ. Và không nhất thiết là lúc này lúc nào mình cũng phải dắt díu nhau đến ra mắt bố mẹ, nhất trí đồng ý không cần thiết. Việc của người trong cuộc hai người cứ lẽ âm thầm duy trì xây dựng, tuy nhiên nhá, lưu ý là giữ gìn cũng khoảng cách nhất định, chứ đừng có nghĩ rằng là đã yêu nhau rồi anh ấy thương mình như thế thì mình chẳng tiếc gì rồi cuối cùng cũng không hay cho mình nhá. Em hiểu ý không? Dạ em hiểu. Ừ. Thế thì hy vọng rằng là em gặp được một cái anh này á, anh hơn tuổi mình nhưng đồng thời cũng rất chững chạc, rất người lớn để có thể là tháo gỡ được cái sự ngăn cản của đôi bên gia đình, xây dựng được cái tình cảm và tiến tới hôn nhân nhé. Dạ. Vâng, xin cảm ơn những lời tư vấn của anh Đinh Đoàn. Cảm ơn bạn đã gọi điện đến chương trình. Alo, xin chào bạn trẻ gọi đến từ Tiền Giang ạ. Dạ, alo, em chào anh ạ. À vâng, bạn có thể cho chúng tôi biết rằng bạn có câu hỏi gì muốn gửi đến chương trình ạ? Dạ, em xin hỏi là em có người yêu anh. Vâng. À, người yêu em đang học ở thành phố. Là sao nữa ạ? Dạ, dạ, nhưng mà mỗi lần tụi em chỉ liên lạc qua điện thoại anh. Vâng. Nhưng mà ngày nào tụi em cũng nói chuyện hết á. Nhưng mà cứ mỗi 2 ngày, 3 ngày là em lại giận, em không muốn giận á. Nhưng mà lại có chuyện để giận, hai đứa giận nhau đúng không? À thế ạ. Mỗi lần giận nhau thắt máy. À. Thắt lần đúng không? Tức là bây giờ vấn đề là hai người giận nhau nhiều quá nên dẫn đến cả hai người đều cảm thấy nhàm chán vậy ạ? Dạ, giận người lắm nhưng mà sẽ thương nhau nhiều. À thế ạ. Nên em muốn hỏi là ta đối với tránh những lần giận nhau vậy ha. À, tức là làm thế nào để mà có thể là bớt đi những cái lần giận dỗi mà nó vặt vãnh như thế mà nó ảnh hưởng đến tình cảm của hai người đúng không ạ? Dạ, dạ đúng rồi. Vâng, sau đây thì bạn sẽ cùng nghe sự tư vấn của chuyên gia tâm lý của chị Mùi. Chị chào em. Em chào chị ạ. Ừ, em có nói là em ngày nào cũng gọi điện với anh qua điện thoại đúng không? Dạ, anh cũng gọi em. Ừ, ngày nào anh cũng điện cho em. Thế nhưng mà lại vài ngày thì lại giận nhau đúng không? Dạ, dạ. Ừ, và giận nhau xong rồi là cúp máy. Ừ, dạ. Thế chị rất muốn hỏi em một chút là các em thì thường là giận nhau về những cái điều gì? Dạ, thường thì em giận anh ấy mỗi lần giờ trưa mỗi ngày chị. Ừ. À, anh không điện chị, như mỗi lần thì điện 2 giờ nhưng có ngày anh không điện. À. Vậy anh lại điện lại thì em giận á chị. Khi anh gọi á chị, ừ. Thì em cũng đang bận gì á. Ừ. À, em bắt máy á, em cũng như không bắt máy chị thì anh cũng giận em. À. Khi anh gọi em cũng giận anh vậy đó chị. Ừ. Cứ giận nhau. Rồi.
Thế tức là thế này này, các em thì lúc đầu là có một cái quy ước là sẽ gọi nhau vào một cái giờ nào đó đúng không? Và quy ước với nhau rằng là đã gọi là dứt khoát là phải đúng giờ này. Yeah. Và đã gọi là dứt khoát là phải nghe máy ngay, đúng không? Đấy là các em ao ước là như thế, ao ước là mình có thể làm được như thế. Và các em xem đó như là một cái dấu hiệu của chuyện là mình rất yêu nhau, rất là quan tâm đến nhau, đúng không? Thế nhưng mà trên thực tế thì cuộc sống nó đôi khi nó không phải là như vậy. Có thể thì anh ấy sẽ gọi cho em được rất nhiều những lần 2 giờ, nhưng mà sẽ có một hôm nào đấy vì một công việc gì đó thì anh sẽ không gọi được vào lúc 2 giờ, đúng không? Và sau đó thì anh ấy mới nói lý do. Nhưng mà lúc anh nói lý do thì em cũng lại như là không hài lòng. Em vẫn giận, đúng không nào? Thế thì bây giờ chị nghĩ là hai em cũng nên trao đổi lại với nhau xem là có nên đặt ra một cái lịch nó quá là cứng nhắc như vậy không? Thực ra trong cuộc sống thì nó cần một cái gì đấy nó linh động và mềm mại hơn là một cái gì đấy nó rất là cứng nhắc như vậy. Nếu mà được đặt ra một cái lịch thì nó cũng rất là tiện ở chỗ là mình biết là đến cái giờ đấy thì thường là có điện thoại đúng không? Mình sẽ mong nhau. Nhưng mà thực tế thì bản thân em cũng nói là em có những cái lúc em bận gì đó và em không bắt máy ngay được, đúng không? Vậy thì anh cũng sẽ có một cái lúc bận nào đó và anh không gọi cho em được, phải không? Vô vàn những chuyện đột xuất và không thể nói là ông thủ trưởng cơ quan hay một ai đó ông phải đặt ra một cái giờ là giờ này cho anh ít gì gọi cho người yêu và tôi không bao giờ được gõ cửa, tôi không bao giờ được nói với anh một câu gì cả. Đúng không nào? Thế thì có lẽ là hai tên sẽ trò chuyện thêm với nhau một chút nhé. Thì các em nên trao đổi với nhau, còn giữ liên lạc thường xuyên với nhau hàng ngày. Nếu được thì vẫn tốt, nhưng mà cái thời lượng ấy thì nên rất là chú ý nhé. Chị chúc hai em có một tình yêu thật là đẹp. Cảm ơn chị Huyền. Dạ vâng, xin cảm ơn sự tư vấn của chuyên gia tâm lý Nguyễn Thị Mùi. Và hy vọng rằng từ sự tư vấn của chị thì những cuộc cãi vã của hai bạn sẽ ngày một ít đi, và hai bạn sẽ luôn cảm thấy hạnh phúc trong tình yêu của mình. Thưa các bạn, bây giờ chúng ta sẽ đến với cuộc điện thoại thứ hai trong chương trình ngày hôm nay. Đó là một cuộc điện thoại được gọi đến từ Cao Bằng. Alo, xin chào bạn trẻ gọi đến từ Cao Bằng ạ. Chào anh. Vâng, bạn có thể cho chúng tôi biết câu hỏi của bạn là gì ạ? Anh ơi, em đọc sách báo ấy, thấy nói là uống mớ chăn rất nguy hiểm cho con trai. Nên ra em mới lập gia đình được 2 năm rồi mà vẫn chưa có em bé. Vậy em từ hồi bé em hay uống ít mớ chăn, vậy có ảnh hưởng gì không ạ? Tức là vấn đề là bạn nghe nói thì bảo là uống mỡ chăn vào thì rất là có hại cho nam giới đúng không ạ? Vâng ạ. Và từ bé thì bạn đã uống mỡ chăn rồi. Vâng ạ. Và bạn cũng mới lập gia đình gần đây đúng không ạ? Vâng ạ. Bạn rất là lo ngại rằng là mỡ chăn có thể gây đến một vài cái trục trặc kỹ thuật đúng không ạ? Vâng ạ. Thế ạ. Vâng, sau đây thì là bác sĩ Vũ Minh Phượng sẽ cho bạn những lời giải đáp. Xin mời chị. Chị chào em. Vâng, chào chị. Thực sự thì mỡ chăn ý là khi mà uống thì nó sẽ có tác dụng bổ âm rất là lớn. Vâng. Thế và nó cũng, nếu như mà nói là nó ảnh hưởng đến cái việc mà sức khỏe sinh sản của nam giới thì trên cái phương diện là tính chất bổ của nó thì có thể nói được như vậy. Thế nhưng mà nó ảnh hưởng đến mức độ nào thì cũng, hoặc là như tình trạng của em có phải là vì mỡ chăn để mà vô, tức là chưa có con, 2 năm rồi hai vợ chồng lấy nhau mà chưa có con đúng không? Vâng. Thì có phải nguyên nhân tại mỡ chăn không thì cái điều đó là không khẳng định được nhá. Vâng. Và bây giờ thì em còn uống mỡ chăn không? Bây giờ em không ạ, từ lúc hồi em còn 14 tuổi ạ. Tức là chỉ uống vào cái thời gian 14, 15 thôi gì? Vâng ạ. Thế và dừng từ đó đến bây giờ. Từ đó đến bây giờ em không dùng nữa. Không dùng nữa. Thế vâng. Thì bây giờ chị nghĩ là một cái giải pháp, em hai vợ chồng đã đi khám ở đâu chưa? Em vẫn chưa. Thế hai vợ chồng có gần nhau thường xuyên không? Thỉnh thoảng tầm một tháng lại gần nhau, tầm 2-3 tháng không lại, một tháng lại thôi. Thế thì rõ ràng là về kia khoảng thời gian, tức là hai vợ chồng không gần nhau liên tục như vậy ấy, thì cái nguyên nhân để mà cho các em có con muộn nó cũng là một trong những nguyên nhân nhá. Bởi vì cứ độ khoảng 3 tháng thì mới gặp nhau một lần, mới gặp nhau một tháng, và một cái tháng đấy thì không hiểu là các em lại có gặp nhau đúng vào cái thời gian mà dụng chứng của vợ không, đúng không? Nếu một tháng đấy gặp nhau mà lại cũng lại không gặp trùng vào cái thời gian dụng chứng của vợ ấy
thì có nghĩa là coi như là có một năm mình mới chỉ gần nhau, gần vợ được có 3 lần, thế và cái xác suất mà để rơi đúng vào thời gian có thể thụ thai được lại là hạn chế đi, đúng không nào? Vì vậy có lẽ một trong những nguyên nhân là như vậy nữa là do cái thời gian hai vợ chồng không gần nhau liên tục. Ở trong trường hợp của em, người ta cũng không nói, chưa đặt đến vấn đề vô sinh, là bởi vì vô sinh chỉ khi nào hai vợ chồng mà gần nhau liên tục và mà trên 2 năm mà không có con thì lúc đấy mới là vô sinh. Chứ còn của các em là do điều kiện không gặp nhau thường xuyên, nó cũng có thể ảnh hưởng nhá. Thế thì có lẽ là các em cũng thử, cũng cố gắng thu xếp một thời gian nào đấy để hai vợ chồng gần nhau nó nhiều hơn này, hoặc là do điều kiện công tác có thể không gần nhau được nhiều như vậy, thì mình cũng tính, tức là nói với vợ xem là tính vào cái khoảng thời gian rụng trứng là giữa chu kỳ kinh nguyệt ấy, thì mình sắp xếp gần gũi nhau vào những cái thời gian đó của hàng tháng. Thì chị hy vọng rằng là cái tình trạng mà mong muốn của các em là có con nó sẽ được cải thiện. Thế nếu nó không được cải thiện mà bằng cái cách đơn giản nhất như vậy mà mình thấy là nó vẫn không đạt hiệu quả, thì lúc đấy có lẽ là cũng phải nên đi khám để tìm hiểu những cái nguyên nhân sâu xa của nó em nhé. Mà mình khám ở Hà Nội, mình khám ở chỗ nào chị? Khám ở Hà Nội thì nhiều cơ sở lắm, ở Bệnh viện Phụ sản Trung ương này, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội này. Đấy là hai cái bệnh viện mà nó có những chuyên khoa rất sâu về điều trị vô sinh đấy nhá. Hoặc là thăm dò các cái khả năng sinh đẻ của nam giới cũng như là nữ giới nhá. Vâng, xin cảm ơn sự tư vấn của bác sĩ Vũ Minh Phượng và xin cảm ơn bạn đã gọi điện đến chương trình. Hy vọng rằng hai vợ chồng bạn sẽ sớm có tin vui. Để tiếp theo chương trình của chúng ta ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nghe tâm sự của một bạn trẻ gọi đến từ Hải Dương. Alo, xin chào bạn trẻ gọi đến từ Hải Dương ạ. Dạ vâng, em chào anh ạ. Vâng, bạn có thể cho chúng tôi biết rằng bạn có tâm sự gì muốn các chuyên gia của Cửa sổ Tình yêu giải đáp ạ? Dạ vâng, anh ơi, em có một cái muốn xin chương trình tư vấn ạ. Em thì em có yêu một người ạ. Vâng. Và thực tế thì chúng em yêu nhau thì được hơn 2 năm rồi. Em cảm nhận được là anh ấy rất yêu em và em cũng rất yêu anh ấy ạ. Vâng. Nhưng mà thực tế thì em lại rất là hay bị phân tán về tình cảm. Bởi em có rất là nhiều mặc cảm anh ạ. Mặc cảm thứ nhất của em ấy là giữa em và anh ấy thì cái mặc cảm lớn lao nhất là có mối quan hệ họ hàng mà gia đình anh ấy lại quá nề nếp. Nên là khi mà em và anh ấy yêu nhau thì chúng em rất là khó khăn, tức là không được thoải mái á. Và nhiều khi thì khi bên nhau thì anh ấy có những cái đòi hỏi quá mức ạ. Và em thì em luôn từ chối. Mà rồi là em sợ là sau này càng ngày thì em lại không thể từ chối được. Và khi mà em sau này thì em xác định là khi mà em học xong ấy thì có thể là em sẽ đi nước ngoài để em là nâng cao trình độ của mình để có những cái việc làm tốt hơn. Em muốn hỏi anh xem là cái tình cảm này thì em nhiều khi là em từ chối anh ấy ạ. Tức là em nói lời chia tay nhưng mà đều 4-5 lần đều không thành, bởi vì anh ấy quá yêu em. Và em cũng là khi mà em nói như vậy thì em rất là nhớ anh ấy và em cũng rất là yêu anh ấy, em không thể nào mà xuống thể cứu anh ấy được. Nhưng mà em đã xác định tương lai của em rằng là nếu mà như thế thì sau này em đi nước ngoài thì có thể là chúng em sẽ chẳng còn yêu nhau nữa. Mà anh ấy lại cứ đợi em, tức là anh không thể quên được em, anh ấy yêu em ạ. Nên là anh không thể xuống được em, nên em muốn là bây giờ muốn là nói là chia tay để có thể là tạo cho anh ấy là quen tính mình dần để sau này quên em đi. Nhưng mà nhiều lần như thế không thành. Em muốn hỏi chương trình tư vấn cho em xem là liệu em có nên tiếp tục cái mối quan hệ này không ạ? À vâng, bạn có thể cho chúng tôi hỏi một chút là bạn và anh đó thì đã yêu nhau lâu chưa? Và cái mối quan hệ họ hàng cụ thể giữa hai người ở đây thì đó là gì ạ? Dạ vâng, bọn em yêu nhau thì nếu tính ra thì cũng được hơn 2 năm rồi. Mối quan hệ tức là cũng là họ hàng cũng xa xa rồi ạ. Nhưng mà thực tế thì gia đình anh ấy thì sẽ không chấp nhận như thế, bởi vì gia đình anh ấy là một gia đình rất là nền nếp ạ. Vâng, và vấn đề bây giờ bạn muốn chúng tôi tư vấn rằng làm thế nào để có tìm ra một giải pháp để có thể là tìm ra một cái lời chia tay hoặc là một cái lý do nào đó để có thể là để em thích nghi dần dần với cái cuộc sống sau này nếu mà thiếu bạn, đúng không ạ? Dạ vâng ạ. Vâng, sau đây thì là chuyên gia tâm lý Nguyễn Thị Mùi sẽ giúp đỡ bạn. Xin mời chị. Chị chào em. Dạ vâng, em chào chị ạ. Chị, thực ra chị rất muốn hỏi là cụ thể hiện nay bây giờ thì em, cái mong muốn chia tay của em nó là như thế nào? Em có dứt khoát là muốn chia tay với anh hay không?
Chị ơi, em thì thực tế thì em yêu nhau như thế thì em không hề muốn chia tay ạ. Bởi vì là em khi chia tay thì em cũng cảm thấy là rất là trống trải và rất là khó khăn để vượt qua, nhưng mà em sợ sau này sẽ làm tổn thương đến anh ấy á, bởi vì anh ấy là một người rất là yếu đuối á. Đấy, nó có một cái chuyên biệt điều là như này này, tức là khi mà mình phải xác định được cái mục đích nó rất là rõ ràng và mình có một cái nó cái quyết tâm rất là cao thì mình mới có thể thực hiện được một cái việc gì đó. Thế còn em thì thực ra em cũng chưa chắc chắn là mình có muốn chia tay hay không, đúng không? Thế nếu mà mình chưa chắc chắn ý mà mình lại cứ nói ra và sau đó thì mình lại nó lại không thành mà, thì cái điều đấy nó cũng làm cho cái tình cảm của hai em nó trở nên là nó không được tốt đẹp. Yêu thì nó cũng cái tình cảm yêu đương ấy nó cũng bị tổn thương, đúng không nào? Bởi vì trong tình yêu thì người ta cũng có thể nói là rất là hạn chế, hay là hầu như người ta không muốn đặt đến cái vấn đề gọi là nói chia tay. Cái điều đấy nó rất là lớn lao đối với một cái tình yêu. Thế nhưng mà các em thì lại cũng hay nói với nhau nhiều lần. Có lẽ bây giờ thì em nên xem xét lại chính cái tình cảm của mình ấy, để xem là mình có thật sự là mong muốn chia tay hay không. Em có đưa ra một số những cái lý do. Thứ nhất là về phía gia đình. Thế nhưng mà theo em thì em gia đình anh ấy rất là nề nếp. Nhưng mà bây giờ em lại phải thử xem là hiện tại thì gia đình nhà anh ấy đã chấp nhận đến đâu và có chấp nhận hay không. Gia đình anh ấy thì không hề biết về mối quan hệ của chúng em ạ. Đấy, thế thì những cái đấy cũng cần phải biết thông tin. Bởi vì là em nói là gia đình anh rất là nề nếp. Nhưng mà nề nếp là một chuyện, còn cái chuyện là người ta có khắt khe hay không lại là một chuyện khác. Và điều cơ bản là quan hệ họ hàng này có nằm trong cái giới hạn của luật hôn nhân hay không. Ví dụ như là nó nằm trong cái quan hệ là ba đời chẳng hạn nhé, thì là không ổn rồi, đúng không? Luật hôn nhân người ta cũng không cho phép nếu là trực hệ mà ba đời là không được. Thì các em phải tìm hiểu trong cái luật hôn nhân, em phải đọc kỹ để xem mối quan hệ của mình là đến đâu, đúng không? Nhá. Thế chỉ khi nào mà em cân nhắc, đấy người ta nói từ cân nhắc chính là như thế, tức là mình xem xét bên này bên kia để xem là cái điều gì sẽ xảy ra, có những cái kết quả nó như thế nào, bây giờ em mới biết là thật sự là tình cảm của em nó ra sao. Nhá. Và đến khi mà em thấy chắc chắn là em muốn chia tay rồi thì bây giờ em hẵng nói lời chia tay. Thực ra nói một cái lời chia tay nó càng giản dị càng tốt, chứ không cần một cái gì nó phải rắc rối quá đâu em ạ. Bởi vì bản chất vấn đề là mình không yêu nhau nữa mà. Nhưng mà nói một thái độ như thế nào để chứng tỏ rằng mình vẫn rất tôn trọng và quý mến người ta, mình không xúc phạm đến người ta. Đấy, cái cơ bản như thế thôi. Nhưng chị lại rất muốn nói với em rằng em sẽ phải xem lại chính tình cảm của mình nhá, suy xét thật là kỹ lưỡng, đánh giá tất cả mọi mặt nhá. Thế chị chào em và chúc em có một cái cuộc sống nó thật là thư thái nhá. Cảm ơn chị. Thưa các bạn, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục chương trình ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng nghe một cuộc điện thoại được gọi đến từ Hải Phòng. Alo, xin chào bạn trẻ gọi đến từ Hải Phòng ạ. Vâng, em chào anh ạ. Vâng, bạn có thể cho chúng tôi biết câu hỏi của bạn là gì ạ? Em với bạn em cũng quen nhau được là bạn cấp 3 ấy. Vâng. Và em thấy chính thức mới gặp nhau được khoảng 5 tháng gần đây. Vâng, có vấn đề gì ạ? Em thấy là thực sự về phía em thì cũng có tình cảm với bạn ấy, và bạn cũng có tình cảm với em rồi. Không biết là giữa những cái tiêu chuẩn mà em đặt ra cho người yêu của mình với bạn gái của mình như thế nào, bạn ấy giống như là những cái tiêu chuẩn ấy chưa đáp ứng được, thế là em thấy rất là băn khoăn ạ. À thế ạ. À. Thế giả sử như là nếu mà theo thang điểm 10 chẳng hạn thì mặt hình thức thì bạn đánh giá cô ấy được mấy điểm ạ? Theo em thì cô thì 4 được 3 điểm thôi. Thế còn về mặt tính cách thì được mấy điểm ạ? Dạ, tính cách thì được 6-7 điểm. À thế ạ. À. Tức là băn khoăn bây giờ yêu một cô nàng mà về mặt hình thức được 3-4 điểm và tính cách là 6 điểm thì có nên yêu hay không, đúng không ạ? Vâng. À thế ạ. À. Vâng. Sau đây thì bạn sẽ cùng nghe sự tư vấn của chuyên gia tâm lý Nguyễn Thị Mùi. Vâng. Chị chào em. Vâng, em chào chị. Em có nói là về hình thức là chỉ được 4 điểm thôi, đúng không? Nhưng mà tính cách thì có vẻ được nhiều điểm hơn. Thì chị muốn hỏi một chút là điều gì đã khiến các em tiến lại gần nhau hơn mà không chỉ dừng lại ở tình bạn cấp 3 nữa? Em nghĩ thì chắc là do cuộc sống sinh viên ở đây, do chúng cũng xa gia đình, hay là thiếu thốn tình cảm. Thế là cái thứ nhất, thứ hai là cái hoàn cảnh nó cũng đưa gần đến nhau, và cũng hoàn cảnh khó khăn đưa gần đến, xích lại gần nhau hơn. Em có thể nói rõ hơn về những cái hoàn cảnh mà khó khăn ấy cho chị nghe được không? Thực ra khó khăn thì có nghĩa là của cuộc sống sinh viên đấy nhỉ. Còn em thì đang đi học, bạn thì đi làm rồi.
Trong cái tình yêu, thông thường người ta nói đến ba điều. Thứ nhất đó là một cái sự hấp dẫn về về mặt thể chất, người ta gọi là yếu tố sinh lý trong tình yêu. Thứ hai đó là một cái vấn đề hòa hợp về mặt tâm lý, mà trong đó thì nó cả vấn đề về tư tưởng nữa. Thế nó không chỉ là những cái vấn đề về tâm lý không đâu. Thế thì trong cái vấn đề về hấp dẫn về thể chất ý, thì nó sẽ có vấn đề về mặt hình thức, rượu sinh hay là không. Và cái thứ ba là người ta sẽ nói về những yếu tố về mặt xã hội, ví dụ như là những vấn đề về cái giá trị xã hội mà người ta theo đuổi này, rồi là cái điều kiện xã hội, cái vị thế xã hội của mỗi một người vân vân. Nên nếu mà người ta nói thì như vậy, vậy thì em hãy hỏi chính bản thân mình đấy. Cái chuyện cho điểm nó chỉ là một phần thôi, đấy là nói vui là anh hỏi em vậy thôi. Chứ còn trên thực tế thì nhiều người đặt ra những cái tiêu chuẩn rất là ghê, nhưng mà rồi cuối cùng người ta gặp một cái người nào đó và nó có một cái nó như là bắt được một cái tần số nào đấy mà, một cái sự hòa hợp rất là lớn và nó đưa đến một cái rung động rất cao. Trong tình yêu thì người ta đề cập rất nhiều đến cái gọi là một cái tình cảm, cái rung động. Và em hãy xem là thật sự mình rung động như thế nào trước người bạn gái này nhé. Thực sự thì em thấy em có rung động, nhưng mà có nghĩa là cái tiêu chuẩn em đặt ra thì nó không cao lắm. Có nghĩa là em đang đi học ấy, thì chỉ còn mấy tháng nữa thì em ra trường ấy. Thì có nghĩa là em chỉ yêu cầu, ví dụ như là tất nhiên là về mặt tình cảm trong đó, ví dụ như về mặt xã hội ấy, thì bạn ví dụ như về bạn gái hay là anh người yêu của mình thì cũng phải, thứ nhất là để sau này là lập gia đình như chị thì cũng phải có, thứ nhất là ví dụ đi học không cao thì phải chung cao đẳng ấy. Có lẽ chính vì thế chị muốn nói với em là cái tình cảm của em nó chưa đủ mạnh. Khi mà cái tình cảm mà nó đã đủ mạnh rồi mà, thì người ta lại làm cho cái người phụ nữ mà người ta yêu hoặc người nam giới người ta yêu tiến lên để đạt đến cái tiêu chuẩn mà người ta mong muốn. Chứ nó lại không phải là cái chuyện là người ta dựa vào các cái tiêu chuẩn người ta mong muốn để người ta yêu hay là không. Anh Dung ạ, đấy là hai cái tiếp cận nó rất là khác nhau. Và chị chỉ muốn là em hãy dừng lại để xem xét xem là mình đi từ hướng nào lạ. Và thật sự nếu nói về tình yêu thì người ta phải đi theo cái hướng là gì? Yêu nhau và làm cho nhau trở nên tốt đẹp hơn và làm cho mình trở nên tốt đẹp hơn, đúng không? Ừ, chứ còn trong trường hợp này thì dường như là em quý bạn ấy, mến bạn ấy vì có một số những cái đức tính ở bạn ấy nó tốt đẹp. Thế nhưng mà thật sự là cái tình cảm nó rất là mãnh liệt của tình yêu mà. Thì cái rung động ấy thì nó chưa có bao nhiêu đâu nhá. Vâng, xin cảm ơn sự tư vấn của chuyên gia tâm lý Nguyễn Thị Mùi và hy vọng rằng mọi điều tốt đẹp trong tình yêu sẽ đến với bạn. Thưa các bạn, bây giờ chúng ta sẽ đến với cuộc điện thoại thứ 6 trong chương trình ngày hôm nay. Đó là một cuộc điện thoại được gọi đến từ Ninh Bình. Alo, xin chào bạn trẻ gọi đến từ Ninh Bình ạ. Dạ vâng, alo em chào anh ạ. Vâng, bạn có thể cho chúng tôi biết rằng câu hỏi bạn mới gửi đến cửa sổ tình yêu đó là gì ạ? Em và người ấy đến với nhau được hơn một năm rồi, nhưng mà trong một thời gian em đi học nghề 3 tháng về thì người đấy đã đến với một người khác, nhưng mà đã không dám đối diện sự thật nói với cho em biết đấy. Vâng. Nên là em muốn hỏi chương trình cửa sổ tình yêu xem là em phải làm như thế nào để muốn tiếp tục mối quan hệ, hay là em phải như thế nào để giữ mối quan hệ. Tức là bạn cũng đã cố gặp lại anh ở đó để nói chuyện dứt khoát giữa hai người, nhưng mà anh ấy vẫn không gặp bạn, đúng không ạ? Dạ vâng ạ. Thế ạ, vâng. Và dạ, bây giờ bạn muốn tìm ra một giải pháp trong tình thế bây giờ này con trai đó luôn trốn tránh mình, đúng không? Dạ vâng ạ. Vâng, sau đây thì là chuyên gia tâm lý Nguyễn Thị Mùi sẽ có sự tư vấn giùm bạn. Xin mời chị. Chị chào em. Em chào chị ạ. Em nói là hiện nay anh ấy cứ trốn tránh em à? Có nghĩa là khi mà em nói là em biết là anh ấy đến với người kia rồi thì anh ấy không dám đối diện với sự thật, cũng không dám nghe điện của em để giải thích mà chị. Tức là hiện nay các em gặp nhau qua điện thoại. Dạ vâng, tại vì anh đi làm xa. Anh ấy đi làm xa rồi. Thế các em thì cái thời gian mà hai người đến với nhau được hơn một năm ấy, thì các em ở gần nhau hay là ở xa nhau? Dạ, tụi em ở gần nhau ạ, chỉ có 3 tháng em đi học nghề nên là tụi em xa nhau vậy ạ. Thế nhưng mà điều gì lại khiến anh ấy bây giờ lại đi xa nhỉ? Chị cũng chưa rõ lắm, bởi vì lúc trước em nói là ở gần nhau này đúng không? Thì tại vì anh ấy vừa đi làm cho công trình rồi chị. Thế các em có cùng quê không? Nhà em cũng khác xã nhưng mà cũng gần nhau chị ạ. Cũng gần nhau. Thực sự là anh ấy cũng có nói với em trong thời gian em đi làm xa. Anh ấy có
có tình cảm với người đấy. Nhưng mà anh ấy bảo bây giờ là không còn nữa. Nhưng mà em vẫn thấy hai người kiểu là gọi điện qua lại với nhau đấy. Và người ta kiểu là thông tin của bạn anh ấy nói là cuối năm nay người ta cưới đấy. Thế nên là em cũng cảm thấy rắc rối. Cùng gọi điện cho anh thì anh ấy không nghe máy. Nếu như em thấy rằng là anh ấy rất là chỉnh mảng gọi điện thoại cho em mà em gọi điện thoại cho anh ấy cũng không thấy nghe máy thì em phải đặt ra một câu hỏi và có lẽ cũng phải thấy rằng cái thông tin mà từ người bạn của anh ấy là khá chính xác. Vì trong trường hợp này thì cái tình yêu của anh ấy nó không có được những cái biểu hiện thông thường của những người đang yêu nhau. Thế và có lẽ em nên tìm kiếm thêm thông tin. Có thể cần đấy thì mình sẽ hẹn gặp anh ấy này hoặc là mình sẽ lên chỗ anh ấy làm. Hoặc là nếu tìm cách liên lạc được với cái cô gái kia để biết chính xác về cái tình cảm của người ta. Chỉ khi đó thì em cũng mới biết rằng là anh ấy có còn tình cảm với em hay không. Và chị nghĩ rằng là đến khi em biết đích xác là anh ấy còn tình cảm với em hay không ấy, thì chắc là em cũng sẽ có được một cái cách quyết định nó rất là sáng suốt. Và chị chào em. Dạ vâng, xin cảm ơn sự tư vấn của chuyên gia tâm lý Nguyễn Thị Mùi và xin cảm ơn bạn đã gọi điện đến chương trình. Thưa các bạn, vừa rồi chúng ta vừa nghe cuộc trò chuyện giữa chuyên gia của chương trình và một bạn trẻ gọi đến từ Ninh Bình. Và tiếp theo chúng ta sẽ cùng nghe một cuộc điện thoại khác được gọi đến từ Quảng Ninh. Alo, xin chào bạn trẻ gọi đến từ Quảng Ninh ạ. Em bị giờ đau thắt lưng này. Dạ. Thế mà đi tiểu thì có hiện tượng màu vàng. Vâng. Cũng bút bút cái... tinh hoàn thì có nó cứ thấy tê tê và nó thỉnh thoảng nó hơi nhúc nhích một tí. Vâng, bạn bao nhiêu tuổi và bạn có gia đình chưa? Em có gia đình rồi. Bạn bao nhiêu tuổi rồi? 32 tuổi. À dạ. Tức là vấn đề là đi tiểu bút và tinh hoàn đau và bạn sợ rằng cái vấn đề này nó có thể ảnh hưởng đến sau này đúng không ạ? Khi đúng, mà... vâng, đúng rồi. Bạn có mấy cháu rồi ạ? Em có một cháu ạ. À có một cháu, dạ vâng. Sau đây thì bác sĩ Vũ Minh Phượng sẽ tư vấn giùm bạn. Xin mời bác sĩ. Vâng. Chào em. Dạ vâng, em chào chị. Tất cả các cái triệu chứng mà em thấy có cái biểu hiện như mà em gặp đó, là đau lưng này, tiểu buốt này, tê hoặc là thỉnh thoảng là đau tinh hoàn này, vân vân. Thế thì em đã đi khám ở đâu chưa hoặc là dùng thuốc điều trị gì chưa? Vâng, em đi khám thì em chưa đi khám đấy, nhưng mà em đã xét nghiệm nước tiểu ấy. Ừ. Thì tất cả các chỉ số khác thì không có gì, nhưng chỉ có mỗi cái chỗ về viêm đường tiết niệu thì có dương. Thế và rõ ràng rằng là các cái biểu hiện của mình là có, nó phản ảnh lên là có viêm đường tiết niệu rồi. Bác sĩ sau khi khám như thế có cho em đơn thuốc không? Có đơn thuốc và cái thuốc em đã uống được hơn dần rồi. Nhưng mà hiện giờ nó vẫn cứ viêm, nó vẫn cứ đáy vàng. Mà cái đau lưng này của em nó cũng là... em muốn hỏi là cái đau lưng này nó có ảnh có từ cái viêm đường tiết niệu ra không, mà em cúi có nghĩa là vận động rất là khó. Quan hệ vợ chồng thì nó không được được lâu dài như lúc chưa bị. Thế này nhá. Cái thứ nhất là khẳng định là mình có viêm đường tiết niệu. Thế và bạn đã điều trị thuốc được 7 ngày rồi, nhưng mà thấy rằng là cái hiện tượng đau lưng thì nó vẫn còn này. Nhưng mà đi tiểu thì nó có đỡ buốt không? Và cái hiện tượng mà tê nhức ở tinh hoàn nó có giảm đi không? Cái hiện tượng tê nhức thì vẫn còn ạ. Vẫn còn. Tiểu buốt thì như thế nào? Nó có hiện tượng thì nó vẫn cứ buốt buốt. Vẫn như vậy. Rồi, vẫn như vậy. Và trong cái thời gian điều trị uống thuốc đấy thì bạn có quan hệ vợ chồng không? Dạ không ạ. Hoàn toàn là kiêng cữ. Vâng, vâng. Thế thì hy vọng rằng là sau hết một đợt thuốc thì bác sĩ thường là kê cho bạn 7 ngày hay là 10 ngày? 7 ngày. Thế thì sau 7 ngày khi uống hết thuốc rồi thì bạn nên đến lại cái nơi mà mình khám ấy nhá. Vâng. Để xin khám lại và xét nghiệm lại xem tình trạng viêm là còn không. Được không? Bởi vì cũng lại chỉ đơn giản là bằng xét nghiệm thôi, thì trước là người ta thấy các cái vi khuẩn gây viêm, các cái tế bào nó là rất là nhiều, nay nó hạ xuống rồi. Thế nếu mà nó không giảm đi thì có lẽ là cái thuốc mà bạn dùng thì hoặc là nó bị cơ thể bạn đề kháng với thuốc, hoặc là cái thuốc đấy cũng chưa hiệu cho cái loại vi khuẩn mà gây bệnh cho bạn nhé. Cái thứ hai nữa, cái điều đấy thì phải kiểm tra lại, và bạn cũng nên cố gắng duy trì là trong cái thời gian điều trị này này thì mình đừng kiêng quan hệ với cả
quan hệ tình dục đấy nhá, với cả vợ, hoặc là có thể động viên vợ là đi khám và điều trị, bởi vì biết đâu đấy trước đó thì vợ cũng lại bị viêm nhiễm mà không biết được nhá. Thế thì cả hai vợ chồng cùng đợt này cùng kiêng gần gũi nhau này, cùng điều trị thì cái kết quả điều trị của các bạn nó sẽ được duy trì. Đồng ý không? Chứ nếu không sau này bạn mà khỏi rồi, rồi vợ lại vẫn bị viêm nhiễm thì có thể nói như là uổng công cái đợt điều trị này của mình nhá. Cái điều thứ hai bạn lo lắng nữa là cái hiện tượng đau lưng thì nó có phải là do nguyên nhân của cái viêm đường tiết niệu không? Thế mà đau đến cái mức mà cúi xuống rồi nó cũng khó khăn ấy. Thì cái đặc điểm như bạn tả như vậy thì dường như là nó không liên quan với cái biểu hiện của viêm đường tiết niệu. Hoặc là cái liên quan nó ở cái giai đoạn đầu, nhưng sau đó là mình do nó đau quá này, mình không vận động này, mình tức là mình không tập thể dục, và nay ở một cái thời gian như vậy thì nay mình thể dục lại là nó cũng khó khăn. Thế thì nó có thể là một cái độc lập của một cái thoái hóa của cái cột sống ấy, ở đốt sống nào đấy nó thoái hóa. Để xác định là đúng hay không thì nên chụp một cái phim cột sống nhá. Thế và trước mắt thì mình luyện tập nhẹ nhàng thôi, đừng quá sức, để nó thích nghi dần dần với cái đau cột sống đi. Dạ vâng, xin cảm ơn sự tư vấn của bác sĩ Vũ Minh Phượng và chúc cho bạn sẽ luôn có một sức khỏe thật tốt. Thưa các bạn, bây giờ chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình ngày hôm nay bằng một cuộc điện thoại để gọi đến từ Quảng Ninh. Alo, xin chào bạn trẻ gọi đến từ Quảng Ninh ạ. Dạ, em chào anh ạ. Vâng, bạn có thể cho chúng tôi biết câu hỏi của bạn đó là gì ạ? Dạ, câu hỏi của em là em có người yêu cách đây 3 năm rồi. Vâng. Dạ, bọn em mới gặp nhau cách đây 2 tháng. Vâng. Có quan hệ với nhau. Vâng. Cũng nhiều lần rồi. Nhưng mà bố mẹ em thì không đồng ý. Vâng. Còn em thì sợ cô ấy mang thai. Vâng. Em muốn hỏi quan hệ như vậy thì có kết quả gì không ạ? Vấn đề ở đây tức là bạn chỉ hỏi về một vấn đề duy nhất, đó chính là liệu rằng cô ấy có mang thai sau cái lần quan hệ mà cách đây 2 tháng hay không, đúng không ạ? Vâng ạ. Và gần đây thì em vẫn có quan hệ nữa. Lần gần đây nhất là cách đây bao lâu ạ? Cách đây khoảng 3 hôm ạ. Vâng, cách đây 3 hôm, và vấn đề bạn đang lo lắng là liệu rằng cô ấy có thể có thai hay không sau cái lần quan hệ đó, đúng không ạ? Vâng ạ. Vâng, sau đây thì bạn sẽ cùng nghe sự tư vấn của bác sĩ Vũ Minh Phượng. Xin mời chị. Chị chào em. Em có nói là em có quan hệ tình dục, có thể nói là nhiều lần đúng không, với người yêu của em. Thế và cái lo lắng của em bây giờ là không biết bạn gái có thể mang thai không. Vậy thì mỗi lần quan hệ tình dục bạn có dùng biện pháp gì không? Dạ không ạ. Cái việc này thì chị cũng lại tự hỏi là không biết là bạn gái có thể có thai không, và để khẳng định nó thì chỉ có là bằng cách đợi đến cái chu kỳ kinh nguyệt lần sau. Nếu như không thấy xuất hiện lại kinh nguyệt này và thử nước tiểu và đi siêu âm thì mới khẳng định chắc chắn là bạn gái có thai hay không. Tuy nhiên là cái cách sinh hoạt của các em như thế thì cái nguy cơ có thai là rất lớn nhá. Vậy một cái đối diện với trước mắt là ở cái lần quan hệ cách đây 3 ngày này, nếu mà nói là các em nếu mà lo lắng là có thai ngoài ý muốn thì không biết là xử lý như nào vì nhiều lý do, thì có thể tạm thời ngừng quan hệ hoặc là quan hệ một cách an toàn, đó là dùng bao cao su nhá. Thế còn cái hậu quả của cái lần quan hệ gần đây mà 3 ngày ấy, nó có thể là đã bắt đầu có quá quy trình thụ thai rồi nhá. Thì đợi khẳng định phải 1 tháng sau, tức là đến khi mà bạn gái có đến cái vòng chu kỳ kinh nguyệt tiếp theo ấy, thì hai bạn trao đổi với nhau nhá, để cùng theo dõi xem là có chậm kinh hay không này. Và nếu chậm kinh độ khoảng 7 đến 10 ngày, 12, 15 ngày thì đi xét nghiệm nước tiểu hoặc là đi siêu âm, thì lúc đấy sẽ khẳng định được chắc chắn là có thai hay không nhá. Tuy nhiên chị cũng vẫn muốn khuyên rằng là cái tình yêu của chúng em thì của các em thì là 3 năm rồi. Thế và còn đợi gia đình này, rồi đợi các cái lý do khác nữa để tiến tới hôn nhân. Nhưng đã có quan hệ tình dục rồi thì vấn đề là bây giờ nói đừng với tình dục thì không biết các em có thể nói được không. Xong phải chú ý đến là tình dục an toàn nhá. Mà cách đơn giản nhất là nam giới có thể dùng bao cao su. Vâng, xin cảm ơn sự tư vấn của bác sĩ Vũ Minh Phượng và xin cảm ơn bạn đã gọi điện đến chương trình. Các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh trực tiếp Cửa sổ tình yêu. Khi gửi câu hỏi cho chúng tôi qua số điện thoại 0243 826 2625 vào tất cả các ngày trong tuần, các bạn sẽ được đội ngũ chuyên gia của chúng tôi gọi lại và tư vấn miễn phí.
xin nhắc lại số điện thoại duy nhất của chương trình 0243 826 2625. Chúng tôi đang chờ bạn. Đó là một cuộc điện thoại được gọi đến từ Cà Mau. Alo, xin chào bạn trẻ gọi đến từ Cà Mau ạ. Dạ, con muốn hỏi là con với bạn trai của con còn đi học, bạn trai con nghỉ học rồi. Và chúng con đi học ở Cà Mau, bạn trai của con ở quê, hai đứa quen nhau ở hồi nhỏ đó chú. Quen cũng như hồi nhỏ thì ở xa, nhưng mà bạn trai của con chuyển lại 3 năm rồi con mới quen. Rồi con đi học rồi con về nhà, mỗi lần về nhà rồi con mới quen bạn trai của con. Rồi bây giờ cũng như là con đi học về con thấy bạn trai của con á. Vâng. Sao nữa? Dẫn một người bạn gái, cũng như con bắt gặp bạn trai của con á, đi với người con gái khác. À, bạn có thể cho chúng tôi biết giờ bạn năm nay bạn bao nhiêu tuổi rồi ạ? Dạ, con 20 rồi chú. À, thế ạ. Và dạ, chúng tôi mới hỏi rằng là những lần bắt gặp cái bạn trai của bạn đi cùng một cô gái khác thì bạn có đứng lại bạn hỏi chuyện không hay thế nào? Hay là cứ để cho họ đi qua bên đường nữa? Cũng như con thấy, cái bạn trai con thấy con cứ lại nói chuyện với con. Nhưng mà cô gái kia cũng biết con là bạn gái của bạn trai con đó. Dạ. Cũng như cô kia cũng biết, nhưng mà con không hiểu tại sao cô kia làm gì chứ chú. Cũng như là chúng con quen nhau với cha mẹ của bạn trai của con, cũng có cha mẹ của bạn của con ấy cũng biết rồi, nội ngoại cũng biết trên đấy chú. À, thế ạ. Và bây giờ bạn hỏi chúng tôi rằng là làm thế nào để mà người yêu của mình bớt đi cái tính bắt cá hai tay kia hay thế nào ạ? Dạ. Vậy đó, con cũng không biết bạn trai của con có thật sự yêu con không đấy chú. À, tức là bạn muốn nhờ chúng tôi rằng là làm thế nào để xác định rằng tình cảm thực sự của người mà mình yêu đúng không ạ? Dạ. Vâng, sau đây chuyên gia tâm lý Nguyễn Thị Mùi sẽ giúp đỡ bạn. Xin mời chị. Chị chào em. Như vậy chị có thể hình dung rằng là cái mối quan hệ của các em cũng là đã được gia đình hai bên biết rồi và ủng hộ đúng không nào? Dạ. Mà bây giờ mình lại nhìn thấy anh ấy đi với một cái cô gái khác. Cái đấy là một cái tình cảm chung, cái suy nghĩ chung của tất cả các cô gái đương yêu thôi. Mình không thể nào lại muốn người yêu của mình đi với một cô gái khác. Thế thì trong trường hợp này đi, chị nghĩ là em phải trò chuyện với người yêu của mình nhé. Con buồn đó hả? Buồn chứ. Còn đi học con nữa, muốn chia tay với bạn trai của con, nhưng mà mấy bữa nay con học con mới vô, con mới nhà, con buồn lắm rồi con. Đúng rồi, khi mà mình toàn tâm toàn ý trong cái tình cảm thì mình thật sự không muốn nó có những cái sự kiện như là em vừa mới nói, và như thế thì nó cũng buồn. Tình yêu nó cũng có những lúc rất là vui, nhưng mà cũng có những cái khi thì nó rất là buồn, rất là chăn trở, đau khổ khi mà nó không được như ý, và nó cũng có thể làm ảnh hưởng đến học tập. Chính vì thế thì mình phải cố gắng làm nào thoát ra khỏi cái tình trạng này, nhưng mà không có nghĩa là mình chia tay ngay, vì điều đấy nó cũng không đơn giản, em có công nhận không? Vì thế thì em nên trao đổi thêm với người yêu của mình. Em có thể viết thư, em có thể gọi điện và nói với anh là em buồn lắm vì cái chuyện như thế. Thì để xem anh ấy trả lời như thế nào. Nhá. Em cần phải biết tình cảm của anh ấy. Và em nên nói để cho anh biết rằng là những cái việc làm như thế nào đấy của anh thì em rất là vui sướng. Và những việc làm... Cô ơi, hỏi này không cô? Cô ơi, mà cũng như gặp mặt con thì bạn trai của con thì nói thương con đồ gì đó, nhưng mà con đi học 3-4 tuần lễ con mới về một lần, chứ là có lần đó con bắt gặp gì đó rồi con cảm thấy con sợ bạn trai của con không có thật sự yêu con rồi. Mình đi những 3-4 tuần thì mình nghĩ là vậy, trong 3-4 tuần đấy thì anh ta có đi chơi nhiều lần với cái cô bạn gái kia không? Dạ. Đúng không nào? Chính vì thế thì trong tình yêu người ta rất cần cái sự tin tưởng vào nhau. Nhưng mà đây nó có một cái hiện tượng mà làm cho mình không tin được rồi. Vậy thì tốt nhất mình, điều đầu tiên chị muốn nói với em là em hãy phải nói lại tất cả những suy nghĩ và cái tình cảm của em với anh ấy để cho anh ấy hiểu. Chị nghĩ là nên tin tưởng vào cái tình yêu của mình và nên trò chuyện với người yêu và nên nhờ người nhà có thể cho thêm mình thông tin để biết được đích xác là cái... Cô ơi, bây giờ con hỏi bạn trai của con, hỏi gì cô? Con hỏi sao cô? Con nói là anh ơi, anh có yêu em nữa không? Thế rồi là anh ơi, anh đi với người khác thì em buồn lắm, em mấy ngày em chẳng học được cái gì cả, em bỏ hết cả sách vở này, em khóc mắt sưng hết cả lên rồi. Đại khái là mình nói như thế nào đấy để bày tỏ được cái tình cảm của mình. Cho anh là con hỏi vậy thì chắc chú là bạn trai của con vẫn nói thương con rồi đó. Nhưng mà trước mặt thì nói nhưng sao bên con không biết như sao nữa. Thế thì con hùng đi học đi lo tỏ lắm. Chị nói với em thế này này, khi mà em hỏi như thế thì người ta sẽ trả lời như vậy. Và chắc chắn đấy là những câu trả lời em mong muốn. Nhưng mà thế này này,
điều cơ bản mà biết thêm thông tin nữa là chị nói ở nhà còn có rất nhiều người, những người bạn thân của mình, gia đình của mình, mọi người sẽ chính là những người mà có thể cho mình thông tin để biết là chắc chắn anh ấy còn yêu mình hay không nhá. Được không? Thế nhá, chị chúc em vui vẻ, chào em. Vâng, xin cảm ơn sự tư vấn của chuyên gia tâm lý Nguyễn Thị Mùi và hy vọng rằng chuyện tình cảm của bạn sẽ thật là suôn sẻ. Câu hỏi của bạn là gì đấy? Câu hỏi của em muốn yêu một cô bạn nữa chị. Vâng. Bây giờ cô làm ở Hà Nội mà 2 năm nay cô chưa về đó. Vâng. Bây giờ mình muốn làm sao để đã nhớ anh chị? 2 năm vừa rồi thì hai bạn vẫn liên lạc với nhau chưa? Dạ, em vẫn gọi điện nói chuyện với nhau bình thường. Vâng. Và bây giờ điều bạn muốn là cô đấy về công tác tại Thanh Hóa để có điều kiện gần gũi nhau hơn đúng không? Dạ, dạ. Và bạn muốn chương trình tư vấn giúp bạn cái cách để có thể thuyết phục cô ấy trở về Thanh Hóa để làm việc đúng không? Dạ, dạ. Vâng. Chị Nguyễn Thị Mùi, chuyên gia tâm lý học sẽ giúp bạn ạ. Xin mời chị ạ. Chị chào em. Dạ, em chào chị ạ. Ừ, thế là các em đã yêu nhau được 2 năm rồi. Dạ. Ừ, em năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Em năm nay 25 tuổi ạ. À, em 25 tuổi. Thế còn cô bạn em? Cô bạn ấy năm nay 23. À, cô 23, ừ. Thế cô bạn em thì đi làm ở ngoài Hà Nội là làm tính chất như thế nào? Đi làm vụ việc hay là có một công việc làm ổn định hả em? À, đi cũng đi làm thuê mà chị. À, tức là cố đi làm thuê thôi. Dạ. Ừ. Em đã khi nào nói chuyện với cô ấy về việc em muốn cô ấy về ở Thanh Hóa chưa? Em nói rồi nhưng mà cô ấy từ chối là cô bảo cô bận cô không về được. Nhưng mà em có liên hệ em nghe nói là cô cũng muốn yêu người khác rồi cháu. À, thế hả? Bây giờ mình muốn làm sao đỡ nhớ nhưng mà... Theo em thì chị em nói là làm sao để cho đỡ nhớ, nhưng mà em lại nói là có vẻ như cô yêu một người khác. Dạ. thì đây là hai vấn đề khác nhau rồi đúng không? Dạ. Ừ, nếu như bình thường mà hai người đương yêu nhau nhưng mà do một cái điều kiện nào đó mà người ta phải xa nhau, ví dụ như là công việc hay là học hành vân vân, hay là có những lý do về vấn đề gia đình chẳng hạn. Dạ. Thì khi đó là người ta ở xa thì người ta có thể rất là nhớ nhung nhau, và để cho đỡ nhớ người ta có nhiều những cái hình thức liên lạc hoặc là như thế nào đó. Nhưng trong trường hợp này của em thì lại là có một cái tiềm ẩn, một cái nguy cơ là cái tình yêu nó bị chấm dứt, nó không tiếp tục được cơ mà. Dạ. Đúng không? Dạ. Ừ. Thế thì chị lại rất muốn hỏi em là em nghe người ta nói là cô ấy có thể sẽ có yêu một người khác, hay là tự em cảm nhận được, hay là cô ấy nói với em như vậy? Cô không nói với em nhưng mà mấy bạn em nói, nghe nói là yêu một thằng khác ở ngoài Hà Nội. Tức là em nghe mấy người bạn nói như vậy đúng không? Dạ. Ừ. Vậy khi mà em nghe cái thông tin như thế thì em suy nghĩ thế nào? Suy nghĩ em thấy cũng nhiều khi buồn bạn bè, nhiều khi em đều gọi điện mà cô cũng nói chuyện có 2-3 câu, cô tắt máy là cô không muốn nói nhiều. Có những cái dấu hiệu thấy rằng là cái tình yêu nó không được như cũ nữa đúng không? Dạ. Lâu rồi em có gặp trực tiếp cô ấy không? Có, cách đây hôm trước độ gần tháng em mới gặp cô một lần. Ừ. Nhưng mà em ở nhà thì có mấy hôm thì cô ngồi, có lúc rồi cô lại đi chỗ khác, cô không ngồi đó. À, đó. Thế trước tất cả những cái sự kiện đó, một là cô ấy nói chuyện điện thoại rất là nhanh này, hai là mình gặp trực tiếp thì cô cũng chỉ ngồi có một chút rồi sau đó cô lại đứng dậy cô đi mất ấy. Vâng. Thì em có cái suy nghĩ gì không? Em đánh giá như thế nào về cái tình cảm của cô ấy? Đánh giá nhiều khi, chắc nhiều khi cô sợ bạn bè và sợ cô không thích mình, cô tránh cô đi chỗ khác thôi. Tức là em nghĩ rằng là có thể cái tình cảm của cô đã thay đổi rồi đúng không? Dạ. Ừ, nhưng mà hiện nay thì em vẫn muốn là cái tình cảm ấy nó được như cũ đúng không? Dạ. Ừ, chị hình dung là như vậy. Thế nhưng mà những cái dấu hiệu thì lại cho thấy rằng là tình cảm của cô không còn như cũ nữa. Dạ. Vậy thì bây giờ vấn đề là mình phải làm như thế nào để cho cái tình hình ấy nó trở nên nó rõ ràng hơn, để mình biết là thật sự là cô có còn yêu mình hay không. Vâng, thì em nghĩ em muốn hỏi ví dụ mà yêu được thì tốt, không yêu bạn bè cũng có sao hết, nhưng mà cô phải trả lời cho mình là được thôi chứ không có sao hết. Em đã nói với cô điều ấy chưa? Em chưa nói. Ồ, thế thì em nói đi, vì chị nghĩ là như này, những cái dấu hiệu nó tương đối rõ ràng rồi em ạ. Thế mà nếu như mà mình không bằng cách này hay cách khác, mình nói với cô để cho cô ấy có một cái cơ hội bộc lộ mà. Vâng. Rõ ràng cái tình cảm của mình thì nó cứ ở trong cái tình trạng này, chính mình cũng rất khổ em ạ. Đó, mà cô thì có lẽ... Em muốn hỏi giờ thì bạn cứ bắt bạn bè, nếu mà yêu nhau thì tốt, không yêu nhau thì hành bạn bè được, để cho mình cần kiếm cô khác ra chứ đó. Ừ, đúng rồi. Nó phức tạp lắm. Ừ, thế thì em cũng nên hỏi cô đi, hỏi một cách thẳng thắn đi. Tất nhiên là trước khi mà đặt vấn đề hỏi một cách thẳng thắn, em cũng có thể bày tỏ những cái tình cảm của em để cho cô hiểu. Ví dụ như là khi em gọi điện thấy cô ngay lập tức
muốn tắt máy chẳng hạn, thì em có thể nói ngay là anh cũng không rõ là tại sao gần đây em lại như thế chẳng hạn, anh rất buồn. Dạ. Hay là em đến nhà mà thấy cô giận đứng dậy thì em có thể nói là em đừng đứng dậy vội, anh muốn hỏi em là vì sao mà mọi khi anh đến thì nó khác, bây giờ anh đến thì nó sẽ có như là một cái cơ hội đó để cho cô có thể bộc lộ được những cái suy nghĩ của em. Em tự nói thì cô nói là em ra ngoài tí là cô đi luôn, cô không về nữa, cô đi chỗ khác mất. Trong những trường hợp ấy có lẽ mình cũng phải đoán được đi. Yêu nhau thì không bao giờ người ta làm như vậy, đúng không? À, đúng rồi. Ừ. Thế nếu mà mình đoán được thì mình cũng phải có cái xử trí của mình phải chủ động hơn. Vâng. Ừ. Nhá, nếu em đoán được là thật sự cô không còn tình cảm với mình thì trong trường hợp này em phải có một cái quyết định riêng cho em. Dạ. Được không? Vâng. Nhá, đấy, mình nên có một cái suy nghĩ nó thật là rõ ràng như thế. Chứ mình cứ chạy theo mà đến lúc mà người ta khó chịu. Ví dụ người ta đứng dậy người ta đi thì lại khác, đến lúc mà người ta nói hẳn là tôi không muốn nói chuyện với anh nữa thì thật ra nó cũng rất chán, bất hay đi, phải không? Ừ nhá, thế dạ. Thì em cũng nên là tự xét đoán cái tình hình để đưa ra được một cái quyết định nó đúng em nhá. Dạ. Ừ, chị chào em. Dạ, em chào chị nhá. Vâng, cảm ơn những lời tư vấn của chị Nguyễn Thị Mùi và cảm ơn bạn đã gọi điện đến chương trình. Chúng ta cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại được gọi đến từ Nam Định. Câu hỏi của bạn là gì đấy ạ? À, em tên là Hưng ạ. Vợ em thay bị chết lưu, em hỏi là nguyên nhân làm sao mà nó xảy ra hiện tượng như vậy ạ? Có thể cho em biết được không ạ? Vợ bạn có thai được mấy tháng thì phát hiện bị chết lưu ạ? Dạ, vợ em có thai được 2 tháng ạ. Vâng. Vâng. Bạn muốn biết cái nguyên nhân để lần sau có thể là có một em bé khỏe mạnh đúng không? Dạ vâng ạ. Vâng. Chị Hoàng Thúy Hải, bác sĩ của chương trình sẽ tư vấn giúp bạn nha. Dạ vâng. Xin chị chào Hưng. Dạ vâng, em chào bác sĩ ạ. Lâu chưa em? Dạ, dạ vâng. Được 1 tháng rồi ạ. À, 1 tháng rồi à? Dạ, vâng. Thế sức khỏe của cô ấy dạo này thế nào? Dạ, bây giờ khỏe rồi ạ. Nguyên nhân thai chết lưu ấy, thì nó có một số nguyên nhân thế này. Thứ nhất là có thể là vợ mình bị ốm hoặc là bị mắc một cái loại vi khuẩn hoặc vi trùng hoặc là virus gì đó. Nó làm ảnh hưởng đến cái thai và nó cũng có thể dẫn đến thai chết lưu. Thứ hai là có một số trường hợp thì nó có cái bất đồng RH của mẹ và con ý. Thì cái này nó hơi chuyên môn, nó hơi sâu một chút. Thế thì nó cũng có thể dẫn đến hiện tượng như vậy. Và thứ ba là có một số trường hợp thì nó cũng không có lý do gì rõ ràng. Đấy, mà tự nhiên là nó bị như vậy thôi. Thế nhưng mà hiện tượng thai chết lưu nó không phải là hiện tượng hiếm gặp. Và vào cái tuần tuổi thai như của vợ em ấy thì bác sĩ rất nhiều người bị. Hỏi ạ, người ta nói là hay là thiếu nội tiết gì đấy, cái đấy phải tiêm không ạ? Tất cả những cái đó thì đều phải có sự thăm khám và chẩn đoán của bác sĩ về chuyên khoa sản thì mới có thể trả lời cái điều đấy được. Thường là nếu mà thiếu nội tiết ấy thì thường nó có thể là nó gây dọa là sảy thai, tức là ví dụ đang có thai mà bị ra máu thì một số trường hợp là do nó trục trặc về cái nội tiết, nó không giữ được cái thai và nó cũng gây nên hiện tượng như vậy. Thế còn hiện tượng là thai chết lưu thì một số trường hợp thì nó không phải là do thiếu nội tiết mà tự nhiên là cái thai nó bị hỏng như vậy thôi. Thế bây giờ cái việc của em là như thế này nhá. Thứ nhất là bồi dưỡng lại sức khỏe cho vợ, động viên về tinh thần cho cô ấy. Sau khoảng 4 đến 6 tháng sau nữa thì hẵng có thai lại lần 2. Dạ, nhá. Bây giờ thì vợ có thể sử dụng thuốc bắc để bồi dưỡng nâng cao sức khỏe được. Nhưng mà trước khi có thai khoảng 2 tháng thì không nên uống thuốc gì cả nữa. Dạ. Nhá. Em phải đi khám sức khỏe trước khi có thai để xem tình hình sức khỏe của cả hai người như thế nào. Vâng. Xin chào chị ạ. Ừ, vâng, thế nhá. Xin chào em. Vâng, xin chào bạn. Cảm ơn những lời tư vấn của chị Hoàng Thúy Hải. Chúng ta cùng chuyển sang cuộc điện thoại được gọi đến từ Đồng Tháp. Alo. Em chào chị ạ. Em với cô đó thương nhau đã gần 2 năm. Vâng. Nhưng mà bên mẹ bên cô đó không chịu nhận em. Bạn có biết nguyên nhân vì sao mà gia đình cô ấy không chấp nhận tình yêu của bạn đối với cô gái đấy không? Dạ, em đi mà ngoài chị. Gia đình nhà cô đấy thì không chấp nhận một người con rể có nghề nghiệp như thế à? Dạ. Bạn và cô đấy thì vẫn rất là thương yêu nhau đúng không? Dạ. Vâng. Chị Nguyễn Thị Mùi, chuyên gia tâm lý học của chúng tôi sẽ tư vấn giúp bạn để hai bạn có cách thuyết phục gia đình nhà cô gái đấy nhá. Xin mời chị ạ. Chị chào em. Dạ chị. Em có nói là em đã yêu cô được 2 năm rồi. Dạ. Thế cái việc mà gia đình không chấp nhận thì đã lâu chưa hả em? Dạ, 2-3 tháng này chị ạ. À, 2-3 tháng này. Tức là các em thì thương nhau lâu rồi nhưng mà gần đây thì các em mới thông báo với gia đình đúng không? Dạ. Còn trước đó thì gia đình không biết. Biết nhưng mà quen bạn bình thường chị. Thôi chị. Trước thì gia đình nghĩ là hai đứa chỉ là bạn bè thôi phải không?
Thế nhưng mà gần đây thì mới biết là hai em có ý định yêu thương nhau, vì thế thì là gia đình ngăn cản. Gia đình nhà cô ấy làm nghề gì hả em? Buôn bán cá chị. Công việc cụ thể của em là làm gì? Em đi ghe cát chị. À, em đi ghe cát đấy hả? Tức là em đi lấy cát và sau đó thì em bán, hay là em đi chuyên chở cát thôi? Em đi chở cho người ta. À, em đi chở cho người ta gì? Cũng có thể là có những gia đình thì người ta mong muốn là con dâu hoặc là con rể có một cái nghề nghiệp nào đó mà nó cũng tương đồng với nhà người ta. Em hình dung không? Thế nên là người ta thấy một người mà làm một cái nghề nó không giống gia đình nhà mình thì cũng có thể là người ta không ưng bụng em ạ. Thế trong trường hợp này thì cái điều quan trọng lại là cái tình cảm của em với cô gái cơ. Thế cô gái thì nghĩ về nghề nghiệp của em như thế nào? Cô nói là em làm gì cũng được chứ. Cô gái nói là em làm gì cũng được đúng không? Thế cô gái hiện nay thì đương làm gì? Dạ, cô đó còn đương học chị. À, cô đó còn đương học. Học cái gì hả em? Dạ, học 12. À, cô gái học 12. Ồ, thế thì trong trường hợp này có thể lại là vì cô còn nhỏ em ạ. Cô còn đương học lớp 12. Thế em hỏi kỹ lại đi, xem rằng là cái điều mà gia đình không bằng lòng bây giờ nó là cái gì? Có phải là vì chuyện nghề nghiệp của em không, hay là vì là cô gái cũng còn ít tuổi quá em ạ? Đương học lớp 12 thì chị hình dung là cô gái đó 18 tuổi đúng không? Dạ, năm 19 rồi. À, 19 rồi. À, sinh năm nào? Sinh năm 89 à? Dạ, thằng có là giấu 1 tuổi mới hay giấu. À, giấu 1 tuổi ấy hả? Dạ. À, tức là thai thì khai là 18, nhưng mà thực tế là 19 đúng rồi. Dạ, 19. Có nghĩa là em nghĩ rằng là cô ấy đã hoàn toàn đủ điều kiện để kết hôn rồi đúng không? Về mặt luật pháp thì con gái 18 tuổi, con trai 20 tuổi là có thể lấy nhau được rồi, phải không nào? Thế nhưng mà việc lấy nhau của mình ấy thì nó lại cũng không đơn giản chỉ là về mặt luật pháp, mà đây là một vấn đề hệ trọng của cả cuộc đời. Và với mỗi người con thì thông thường cũng rất là muốn lắng nghe ý kiến của bố mẹ đúng không? Và nhưng bố mà mẹ thì là... đó như là nhận em nhưng mà không như là... nhưng mà em không cứ là cô đòi tự tử thôi. Cái chuyện mà đòi tự tử thì em phải nói lại với cô là không phải mỗi một chốc mà là đòi tự tử đâu em ạ. Nhá, bởi vì là bố mẹ nuôi mình bao nhiêu năm, bây giờ mình lớn như này mình có mỗi một cái chuyện nó cũng chưa rõ ràng hẳn là như nào mà mình đã đòi tự tử rồi. Em phải nói với cô bạn, cô người yêu của em như vậy. Khi mà người ta tiến đến cái tình yêu và tiến đến hôn nhân ấy thì thông thường nó phải có một cái sự trưởng thành về rất là nhiều mặt em ạ. Trưởng thành cả về mặt cơ thể này, cả về mặt tâm lý, cả về mặt xã hội. Tức là anh cũng phải có rất nhiều những cái hiểu biết để rồi anh còn làm vợ, anh còn làm mẹ, anh nuôi con, anh dạy con, có đúng nào? Thế rồi xây dựng cái kinh tế gia đình, người chồng cũng như vậy thôi, cũng phải có một cái sự trưởng thành. Về... nếu em bạn đó khỏi lo chị ơi, 2.8 triệu nữa. À, 1 tháng được 1.8 triệu hay gì? Dạ. Nhưng mà thế này, có phải chỉ ăn đâu em, lại còn phải người ta gọi là đồng khóc đồng cười ấy, đúng không nào? Lúc đau lúc ốm, thế rồi là đối nội đối ngoại. Khi mà mình là một người thanh niên, mình yêu nó khác. Đến khi mà mình lấy vợ, mình trở thành một người con rể này, mình trở thành một người cháu rể này, mình sẽ có rất nhiều những cái mối quan hệ. Thế rồi về phía gia đình nhà mình, lúc trước mình là anh con trai trong nhà nó khác. Đến khi mình có vợ thì là lập tức mình được nhấc lên thành một cái vị trí rất quan trọng. Em hình dung không? Lúc bây giờ bố mẹ lại có những cái mong đợi khác ở em. Vì thế thì chị nghĩ là một cái tình cảm rất là trong sáng của các em, cái điều đấy nó rất là tốt đẹp em ạ. Nếu mà mình muốn tiến đến hôn nhân ấy, em làm sao mình đã thật sự hiểu biết về nhau chưa này? Mình đã thật sự gánh vác được một cái vai trò rất quan trọng, đó là trở thành một người chồng, một người cha, một người con, nhưng mà đã lập gia đình của một cái gia đình lớn hay chưa? Hình dung không nào? Thì chị nghĩ là tất cả những cái đấy thì em cũng nên suy xét. Và trước hết đối với cô gái này thì bây giờ cô còn đương học để chuẩn bị thi tốt nghiệp, đúng không? Thì cái nhiệm vụ trọng tâm của cô là phải thi tốt nghiệp. Vì thế nếu như hiện nay gia đình chưa đồng ý mà, thì các em mà cũng nên thuyết phục dần. Nhưng mà nếu hối thúc để đi ngay đến một cái bước tiến cao hơn ấy, thì chị nghĩ có lẽ là nó cũng hơi vội một chút. Thế còn nếu các em mà thật sự yêu thương... cô ấy em đợi gần 2 năm nữa mà không chịu cô ơi. Bạn gái thì cứ dục đi. 2 năm nữa. Thế thì thế này, nếu bạn gái dục thì bạn gái sẽ phải nói với bố mẹ mình ở nhà, có đúng không? Vâng, hy vọng là từ những lời tư vấn của chị Nguyễn Thị Mùi thì hai bạn sẽ có cách thuyết phục để gia đình nhà cô gái chấp nhận tình yêu của hai bạn. Cảm ơn bạn đã gọi điện đến chương trình. Chị chào em. Chúng ta cùng quay trở lại với chương trình phát thanh trực tiếp Cửa sổ tình yêu bằng cuộc điện thoại được gọi đến từ Khánh Hòa.
Alo, chào bạn, câu hỏi của bạn là gì đấy? Dạ, hai tuần nay em rất là buồn, em không làm gì được gì à. Hai đứa em là yêu nhau đã được 3 năm hả chị à? Dạ. Lúc ấy còn là sinh viên, còn em thì ra trường rồi, ở lại trường công tác á. Dạ. Tình yêu của em đến rất là tự nhiên và có rất nhiều kỷ niệm đẹp. Bây giờ thì cô ấy đã ra trường rồi, còn em thì đang học ở xa. Thì em chỉ đợi tới ngày để em đi học về rồi, chị ngỏ lời cưới cô ấy á chị. Dạ. Còn vài tháng nữa là em xong. Trong giai đoạn yêu nhau thì cũng có rất nhiều lần tụi em cãi nhau. Rồi không ngờ rằng những lần cãi nhau như thế là những lần làm cô ấy tổn thương càng ngày càng nhiều. Vâng. Và đến gần đây khoảng 2-3 tuần thì cô ấy bảo rằng đừng liên lạc với cô ấy để cho cô ấy có thời gian suy nghĩ. Vâng. Trong lúc như thế này em không làm được cái gì hết. Cô ấy nói như thế thì em vừa cảm thấy hối hận, cảm thấy tại sao không thức tỉnh sớm và cảm thấy rất là thương cho cô ấy. Trong thời gian 3 năm mà cô ấy đã chịu rất nhiều khổ sở như thế. Nhiều lúc mình cũng hơi vô tâm một tí, nhiều lúc cũng hơi quá tự tin. Mình không nghĩ rằng là cô ấy sẽ tổn thương quá nhiều như thế và không nghĩ rằng là trước ngày nào đó mình sẽ mất cô ấy. Vâng. Và em, cô ấy bảo rằng thì cô ấy cũng chưa phải là có người yêu đâu mà em lo. Bây giờ cô ấy đã ra trường, đã đi làm thì nó dạy cho đồng nghiệp cũng nhiều. Có thể bây giờ cô ấy chưa yêu nhưng mà đối với em cô ấy đang rất chán. Nhưng mà đối với người khác thì cô ấy có thể cảm thấy mặc dù là nói chuyện bình thường thôi, xã giao bình thường nhưng mà cô ấy cảm thấy vui vui. Mà trong lúc tụi em đã cũng hỏi như thế mà em thì ở xa nữa. Nếu mà không còn cô ấy nữa thì em không biết như thế nào. Vâng, chúng tôi rất chia sẻ với những tâm sự của bạn. Và để có lời khuyên cho bạn thì chúng tôi xin mời chị Nguyễn Thị Mùi, chuyên gia tâm lý học sẽ tư vấn giúp bạn ạ. Xin mời chị ạ. Ừ, chị chào em. Dạ. Chị cũng đã lắng nghe cái câu chuyện của em và chị thực sự là chia sẻ với em. Bởi vì là hiện nay em đang rất là lo lắng là có thể mất đi cái tình cảm của mình, đúng không? Yeah. Thế thì như thế này này, chị muốn hỏi một chút là em nói là hai đứa rất là hay cãi nhau đúng không? Yeah. Vậy thì em có thể nói cho chị biết được là thường là hai đứa cãi nhau về cái gì không? Cô ấy nhiều lần nhắc em về cái chuyện quan tâm cho cô ấy. Nhưng mà em nghĩ những cái đó là cũng đúng thôi, bởi vì em ở xa cô ấy thì thiệt thòi rất là nhiều. Nhưng mà những lần như thế em không làm được. Rồi cái ý cô ấy giận em. Em đôi lúc em nóng nảy em lại la cô ấy, cứ sao dặn dỗi thế này thế kia. Thì cô ấy lại nhiều đêm nằm không ngủ, em không được nhiều lúc như thế. Mà em lúc đấy thì em không biết làm sao cô ấy hết dặn được. Như thế có thể nói rằng là trong cái thời gian em yêu nhau, em có nói rằng là cái tình yêu của em nó đến rất là tự nhiên đúng không? Dạ. Và rất là đẹp. Đấy, chị quan tâm đến cái câu đấy. Nhưng mà sau đó thì em lại nói rằng là các em thường xuyên cãi nhau. Ở đây tức là có một cái sự nó không thật sự đồng nhất về quan điểm, về cái cách suy nghĩ. Em có công nhận như vậy không? Chị rất muốn là em với chị cùng trao đổi với nhau một chút. Có thể nói là hiện nay cái lo lắng của em rất là lớn, đó là em rất là sợ mất cô đấy đúng không? Nếu như mà em được chăm sóc, em được bù đắp cho cô ấy thì em mới cảm thấy sống có ý nghĩa và thấy Rồi, em nghĩ như vậy. Tuy nhiên, chị rất muốn nhắc em một điều rằng là em cho rằng cái thời gian vừa qua em đã làm cho cô bị thiệt thòi đúng không? Và bây giờ thì em muốn bù đắp. Nhưng mà hiện nay đấy thì cô đấy lại đương muốn là có một cái thời gian để chính cô ấy suy nghĩ xem rằng là những cái quãng thời gian mà hai người ở bên nhau đó có phải thật sự là thời gian hạnh phúc hay không. Bởi vì em nói là em rất muốn bù đắp, nhưng mà có lẽ về phía cô đấy thì cô cũng không biết rằng là cái mong muốn của em nhé, mong muốn đích thực ấy nó có được thể hiện ra bằng những cái hành vi, bằng những cái thái độ nó khớp với cái mong muốn của em hay không. Em rất thương cô ấy. Và giờ mà chia tay với em cô ấy rất là tiếc, bởi vì như thế sẽ làm cho em buồn thế này thế khác. Nhưng mà cô ấy bảo rằng cái đấy không phải là tình yêu. Đó, bây giờ chị mới nói với em nhé. Tức là có thể cô ấy biết rằng là em thương và em tốt, nhưng nó lại được biểu hiện ra bên ngoài bằng những cái hành vi, những cái cách thức ứng xử. Thì có thể là cô mong đợi một cách ứng xử khác, em hình dung không? Nhưng mà em thì có một quan niệm khác và vì vậy em lại ứng xử theo một cách khác. Và vì vậy cho nên là nó không hợp nhau. Thế là em cảm thấy là em rất là muốn gặp nhau, rồi rất là muốn được gần gũi này. Cô ấy cũng như thế, trong rất nhiều chàng trai thì cô ấy có thể để ý đến em. Thế rồi là cũng có thể giữa đôi bên có những cái đặc điểm nào đó mà cảm thấy gần gũi nhau một chút. Cảm thấy rồi nhớ thương nhau. Thế nhưng mà rồi nó còn cả một quá trình tìm hiểu. Đó là quá trình mà đôi bên sẽ va chạm với nhau. Ở đây là sự va chạm rất nhiều mặt về những đặc điểm về tính cách, những đặc điểm về sở thích, về hứng thú, những cả những cái thuộc về tầm tư tưởng nữa em ạ. Có những người thì có một cái tư tưởng như này, nhưng có những người lại có một tư tưởng khác. Rồi đôi khi là vì vấn đề nghề nghiệp, định hướng, giá trị, lối sống vân vân. Thế thì trong quá trình tìm hiểu như thế, người ta sẽ rất là hay giận hờn, hay cãi vã, hay trách móc nhau. Và cái điều đấy gần như là quy luật cho tất cả các cái cặp yêu nhau.
có người may mắn thì ít và có người không may mắn thì sẽ rất là nhiều. Nhưng qua những cuộc cãi vã đấy đấy, nếu như người ta sẽ dần dần hiểu ra và chấp nhận ở nhau, ví dụ như là người phụ nữ mong thế này ở người đàn ông, nhưng người ta thấy rằng không thể thay đổi được bởi vì tình yêu không phải là một sự nhào nặn nhau em ạ, thì người ta dần dần sẽ đi đến một cái sự chấp nhận nhau. Khi chấp nhận thì người ta sẽ cảm thấy thoải mái hơn, đúng không nào? Thế nhưng cũng có thể người ta không thể chấp nhận được, người phụ nữ không thể chấp nhận được đức tính này ở người nam giới không thể chấp nhận được đức tính này ở người phụ nữ, thì có thể cái tình yêu nó sẽ rẽ sang một lối khác, người ta sẽ phải chia tay nhau. Thì chị hy vọng rằng là các em thì nó mới chỉ dừng lại ở mức độ tức là không hiểu rồi giận hờn rồi trách móc và đau khổ thôi. Thế thì đây như là một quãng thời gian để hai người đứng lùi lại nhau một chút để nhìn lại cái tình yêu của mình cách thật thấu đáo đi. Chị rất muốn nói với em rằng tình yêu đó là một vấn đề rất quan trọng trong cuộc đời, nhưng em cũng lại phải luôn luôn nhớ rằng là tình yêu không phải là tất cả đối với cuộc đời đâu. Nó còn có rất nhiều những công việc khác của một con người cơ mà, đúng không? Em đang đứng trước một nỗi đau khổ lớn, nhưng mà em ứng xử như thế nào để vượt qua cái nỗi đau khổ đấy, chứ không phải lại để cho nó quật ngã em xuống. Bởi vì cái tình yêu của em nó đương ở trong giai đoạn thử thách, và tất cả nó phụ thuộc vào chính cái bản lĩnh của em và cái tình cảm của cô ấy nhé. Em cứ sống thật bản lĩnh thì có thể chính cái đó lại là một cái điểm nhấn để cô thấy rằng em thật sự là rất quý giá đối với cô ấy. Vâng, cảm ơn những lời tư vấn của chị Nguyễn Thị Mùi. Cảm ơn bạn đã gọi điện đến chương trình. Từ những lời tư vấn của chị Mùi thì hy vọng rằng bạn sẽ có cách cư xử phù hợp và có bản lĩnh để vượt qua hoàn cảnh lúc này. Và chúc hai bạn có một tình cảm tốt đẹp hơn. Dạ,